Bữa nay là mưa lạnh và sáng nay ngủ dậy thì em thấy cổ họng mình đau đau. Ngay lập tức là mình đã nghĩ đến là mình phải ngập em bao giờ rồi. Nhưng mà lúc đấy trong giỏ là không có, em để ở trên quán làm ấy. Nó bảo là lên quán là mình sẽ ngậm mà từ nãy giờ quên. Và mãi làm nên quên, nghe anh Nghĩa nói thì mình mới giật mình nhớ ra. Và lát nữa là sẽ phải ngậm để bảo vệ cái cổ họng của mình. Và đây cũng là cái cách mà em Mường đã làm, đã chăm sóc cái cổ họng của mình trong cái thời gian từ ngày mà mình biết đến em bao giờ cũng như là Lắc Lingon ấy ạ. À, bởi vì trước đây thì em cũng giống như anh Nghĩa nói, tức là em rất hay bị đau họng, thường xuyên bị đau họng luôn, cứ lạnh là đau họng, cứ lạnh một xíu là đau họng thôi. Nhưng mà ngày xưa là toàn uống kháng sinh, nhưng lâu lắm rồi em cũng không đụng đến kháng sinh và tránh xa những cái thuốc giảm đau nữa rồi. Thì em thấy là cái phần chia sẻ của anh Nghĩa tuy là ngắn nhưng mà rất là đầy đủ luôn. Anh đã làm đầy đủ tất cả những cái bước về bán hàng, bảo sao là anh ấy có cái kết quả bán hàng rất là tốt đúng không? Đầu tiên là anh ấy thấy sản phẩm hay, anh tìm hiểu sản phẩm, thấy sản phẩm hay, thì anh ấy đi học. Anh đi học, đầu tiên học để có cái bằng thì là chúng ta đã, tức là anh đã là chuyên gia về sản phẩm rồi. Đầu tiên phải là chuyên gia về sản phẩm, sau đó thì anh ấy thấy là những cái sản phẩm này nó giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề của bản thân anh, gia đình cũng như là khách hàng. Mà những sản phẩm khác, những cái loại thuốc khác nhiều khi còn không thể chữa được. Nên là bản thân anh đã sử dụng này rồi cho gia đình mình sử dụng. Thì đây là anh đã trải nghiệm ạ. Sau khi là chuyên gia sản phẩm đã học rồi đó, trải nghiệm sản phẩm, sau đó thì là bắt đầu mới tiếp cận khách hàng. Tiếp cận khách hàng đấy là khâu bán hàng, và đấy là chính là cái bước của ngày hôm nay đấy ạ. Thì với việc bán hàng thì đầu tiên anh phải khai thác thông tin. Nghe như anh nói là anh phải khai thác thông tin khách hàng trước chứ không vội vàng bán hàng ngay. Chúng ta phải hỏi khách hàng, phải hiểu khách hàng, phải biết khách hàng đang gặp vấn đề gì và họ đã giải quyết vấn đề đấy như thế nào trước đây. Và nên là từ đó thì mới đưa ra được cái giải pháp và có cái cách tư vấn hiệu quả. Sau đó, sau khi đã tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm rồi thì anh còn dặn dò khách hàng là phải dùng có liệu trình đúng không ạ? Và chăm sóc khách hàng trong cái quá trình sử dụng nữa. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn thì anh tiếp tục học hỏi từ chuyên gia, và chính là những cái buổi mà chúng ta đang học ở đây đấy. Các anh chị mình, nếu ai đang gặp những cái vấn đề khi mà mình đi tư vấn khách hàng, mình đang gặp những cái khó khăn thì mình vào những cái buổi học từ chuyên gia như thế này, được nghe mentor, để có những cái kinh nghiệm từ mentor để hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng rồi, cũng như là có những phần tư vấn từ chuyên gia anh Tuấn Anh này, hoặc là như Dược sĩ Vinh này, thì để mình tích lũy thêm những kinh nghiệm để có thể tư vấn khách hàng tốt hơn. Và nếu cần thì chúng ta sử dụng một cái bước nữa, đấy là mượn sức đúng không? ABC, để nhờ cái phần tư vấn từ những cái mentor trên hoặc là những chuyên gia để hỗ trợ cho cái việc tư vấn bán hàng mình hiệu quả hơn. Em thấy phần chia sẻ của anh Nghĩa thực sự là rất là tuyệt vời đấy ạ. Và chúng ta một lần nữa hãy gửi lời cảm ơn đến anh Nghĩa đấy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được học về cái phần thực chiến trong quá trình bán hàng, về bộ đôi này, cũng như là chúng ta sẽ giải đáp những cái câu hỏi thường gặp từ những chuyên gia. Và trước khi vào đến phần thực chiến của mentor Hạnh Dương, đây là mentor mà em Hường được học rất là nhiều những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm từ từ mentor Hạnh Dương, về đặc biệt là về bộ đôi. Tất cả gần như là trước đây là những cái gì là em Hường học là đều bắt đầu từ 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 Hạnh Dương hết đấy. Rất là nhiều những cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm. Trước khi đến cái phần này thì em Hường muốn nhờ là tất cả anh chị mình, 60 anh chị có mặt ở đây, nếu mình có những cái câu hỏi gì ạ, mình có câu hỏi, có thắc mắc gì thì mình có thể chuẩn bị câu hỏi. Lát nữa nếu cần thì mình có thể bật mic, bật cam lên để mình trực tiếp hỏi, hoặc là mình chat hay không chat để được giải đáp từ các chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta hãy tung bông tung hoa để cùng chào đón mentor Hạnh Dương của chúng ta. Mentor sẽ hướng dẫn chúng ta về cái phần thực chiến bán hàng nhá. Xin chào Hạnh Dương, xin mời Hạnh Dương. Chào chị Hường, lâu lắm rồi mới thấy chị Hường. Xinh quá cơ. Nay chị Hường sao rồi? Nay chị Hường được bao nhiêu ký rồi ta? Chị Hường giảm được bao nhiêu ký rồi? Chị Hường cũng là một trong những cái cây mà Hạnh cũng nói chung là ngưỡng mộ rất là nhiều cả nhà, gọi là vượt kỷ lục luôn. Cái tính ra là năm ngoái giảm ký là từ năm ngoái đúng không? Cho đến Tết giảm từ bắt đầu từ tháng 6 cho đến gần Tết thì bắt đầu chị ngưng, thì tất cả là giảm được hơn 14,3 kg. Xong từ Tết đến giờ là gần như là mình thả, mình để tự nhiên ấy. Lâu lâu thì nếu mà bị kiểu mình ăn uống thoải mái quá thì nó có nhích nhích lên một chút thì mình lại kiểm soát, lại đốt mỡ vài bữa là nó lại ổn lại bình thường. Nên là từ năm nay là năm toàn duy trì thôi, hiện tại là vẫn duy trì chứ không bị tăng cân nhiều trở lại nữa.
Ok, nhưng mà đẹp thì nó vẫn đẹp đúng khỏe không? khỏe hơn, da rẻ tốt hơn. À, mặc dù anh không dùng mỹ phẩm, không dùng gì nhưng mà da thì càng ngày càng tốt và cơ thể thì khỏe hơn. Cảm ơn anh nhé. Hey, giống em đó, em cũng là mỹ phẩm luôn cả nhà, nên giờ ai kêu em bán mỹ phẩm biết sao họ bán hết. Mỹ phẩm trong nhà rất là nhiều luôn cả nhà, nhưng mà được cái là Hạnh không có dùng mỹ phẩm và chủ yếu là chăm sóc sức khỏe là chủ yếu thôi. Hôm nay là cái buổi thứ ba rồi cả nhà, hôm nay là cái buổi thứ ba rồi, và hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian rất là nhiều luôn cho cái phần thực chiến cả nhà ha. Thì ở đây thì Hạnh thấy cũng có khá là nhiều anh chị mình có comment vào khung chat về một số những cái câu hỏi cả nhà. Hạnh coi coi thực chiến thì Hạnh cũng vừa mới nhắn gọi là đột ngột thôi, và trong cái nhãn hàng nói là cho em xin một số những cái phần quà để mà thực chiến cùng với các anh chị ngày hôm nay, để cho mọi người cũng có một số những cái phần trải nghiệm ấy. Cho nên là mọi người nếu như mà mình cảm thấy là mình muốn thực chiến, mình muốn ra sân luôn, mình muốn giản dị hơn cả nhà ha, thì mọi người có thể là mình xung phong để mình thực chiến nhé. Thì thực chiến thì câu hỏi cũng sẽ ngẫu nhiên thôi đúng không, để cho mọi người có thể là biết là khi mà mình đi tư vấn thì những cái tình huống nào nó có thể xảy ra. Vậy thì với những cái tình huống đó xảy ra như vậy thì nếu như giả sử mình là một cái người tư vấn viên, vậy thì mình sẽ trả lời như thế nào đúng không ạ? Thì dựa trên cái câu trả lời thì cũng sẽ có Hạnh này, sẽ có phía chuyên gia của nhãn hàng này, để sẽ hỗ trợ cho mọi người là trong cái phần tư vấn như vậy thì quá ok chưa đúng không? Nếu mà trả lời như vậy thì nếu mình là một cái người khách hàng, thì ở đây chúng ta ví dụ như có một anh chị đang thực chiến cùng với Hạnh, thì có phải là có chúng ta còn lại 60 anh chị còn lại sẽ là những anh chị mình là những người khách hàng đúng không? Thì ví dụ như mình là khách hàng đi, vậy thì khi mà nghe tư vấn như vậy hoặc là khi mà nói như vậy thì mọi người có cảm thấy là mình được thuyết phục chưa, mình cảm thấy là mình có niềm tin chưa đúng không? Rồi ok cả nhà ha, thì Hạnh thấy có một số anh chị đang thích anh Tuấn Nghĩa hả? Ok ha. Là idol của mọi người đúng không? Thuốc cây hả? Mình chưa có thấy được cái câu hỏi của chỗ của bạn nào đây. Anh chị thấy là thuốc tây gì đó, anh Tấn Nghĩa có trả lời là anh Tấn Nghĩa nói là thuốc tây gì đó. Nếu mà bị xương khớp hả? Nếu mà bị xương khớp gút, bị dạ dày thì uống Empower có được không ạ? Nếu mà nói là nếu mà sử dụng Empower nhé, Hạnh khẳng định luôn, bởi vì vì xương khớp á, nếu mà bị sưng vi mới cả nhà thì sử dụng Empower, Hạnh nói mọi người một từ tự tin mà tư vấn, tại vì Hạnh đã hỗ trợ cho một số những cái người khách hàng là người ta bị cái vấn đề gọi là đau đớn vì xương khớp rất thời gian rất là dài rồi, khoảng đâu đó 20 mấy 30 năm rồi, và cái lúc mà họ đến họ gặp Hạnh là họ không có tin cái người tư vấn trực tiếp, và họ đến họ gặp Hạnh là ở ngay tại cái kho hàng của mình luôn. Và Hạnh tư vấn, sau khi Hạnh tư vấn xong thì cô cũng nói là vậy thì thử thôi, tại vì Hạnh có tư vấn một cái khúc đó là liên quan đến cái cơn đau cả nhà, thì cô đó sợ, tức là cô đó rất là đau, bởi vì là đau mấy chục năm nay rồi, cho nên là lúc mà Hạnh tư vấn đến cơn đau thì cô cũng nói là vậy hả, vậy thì có lâu không, tức là cái cơn đau nó sẽ kéo dài có lâu không, rồi là nếu mà dùng mà đau như thế thì sẽ đau bao nhiêu ngày đó, rồi cái cơn đau nó sẽ như thế nào, mô tả được cho người ta để người ta có thể cảm nhận ấy đó. Thì lúc mà Hạnh tư vấn, Hạnh bảo là nếu như mà cái lúc mà cô đau, cô cứ cảm giác như là cô đau sinh con làm sao, thì có thể là cái đau này nó cũng ngang ngang như vậy, có thậm chí là hơn đó, thì nếu mà cô chịu đựng được đấy thì cô có thể trải nghiệm. Nhưng mà có một cái là nếu như cô đã qua được cái cơn đau đó xong rồi á, là cô người cô sẽ cảm rất là nhẹ nhàng, cảm thấy rất là nhẹ nhàng cả nhà. Và dự đoán ban đầu của Hạnh á là Hạnh nói với cô là khoảng chừng 3 tháng để mà cô có thể là bớt được cái, tức là bớt được cái triệu chứng liên quan đến đau xương khớp, nhưng mà cô này lại dùng khoảng đâu đó là chưa được 2 tuần cả nha, chưa được 2 tuần thì cô đã có cho Hạnh một cái feedback, cô có gửi cho alo cho Hạnh một cái tin nhắn cho cái người tư vấn, một cái người tư vấn nó gửi lại cho Hạnh, thì là cô đó đã đi lên được cầu thang nhẹ rồi, cô không có đau như hồi xưa là cầu thang là bò lên nữa cả nha. Đó thì cái vấn đề liên quan đến xương khớp ha, còn gút á, thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Gút nó là một cái tình trạng mà Hạnh nghĩ là cái người đó chắc là sẽ đau hơn kể cả là về xương khớp luôn đó cả nhà, bởi vì nó liên quan đến cái ổ dịch á, dư urit ở phần các mối nối của xương khớp á cả nhà, cái phần sụn khớp á, cho nên là cái người này người ta sẽ đau hơn rất là nhiều luôn. Cái MOR mọi người nó cứ cảm giác như là nó sẽ nóng ở cả nhà, thì đi qua các phần dịch như vậy thì nó sẽ rất là nóng lên, mà nóng lên là cái người đó sẽ cảm giác đau đớn hơn.
sẽ cảm giác khó chịu hơn ở nhà ha, và nó sẽ kéo dài. Hạnh nghĩ rằng nó cũng phải kéo dài đâu đó là khoảng 1 tuần cho đến là 2 tuần á, chứ không ngắn đâu đó. Thì cho nên là những cái người mà bị vấn đề liên quan đến gút đó, thì cái việc là chúng ta sử dụng cái thằng Empower nó hỗ trợ cho vấn đề liên quan đến viêm, nhưng mà cái ý nghĩa quan trọng nhất đó cả nhà, đó là phải thay đổi được cái chế độ sinh hoạt. Bởi vì gút nó là bệnh về chuyển hóa, cho nên mình phải thay đổi được cái chế độ sinh hoạt của người này. Còn nếu mỗi ngày đều vẫn uống rượu, nếu mỗi ngày vẫn ăn uống gọi là không kiểm soát như vậy đó, thì không thay đổi được tình trạng. Cho nên là nói chung là phải thay đổi về tư duy, về ăn uống, về lối sống sinh hoạt nhiều đối với những người bị bệnh gút ấy. Đó ha. Còn em ở hạnh nói mọi người luôn đó là khi sử dụng em ở cho những cái tình trạng này là tự tin luôn cả nhà, mọi người cứ tự tin như hạnh. Nhưng mà luôn luôn hạnh phòng gọi là phòng hờ cả nhà, là trong trường hợp từ 1 đến 3 tháng, nhưng mà trên thực tế thì đa phần là mọi người đã thấy có cái kết quả cả nhà, trong tháng đầu tiên cả nhà ha, chứ không cần phải đến 3 tháng đâu. Người ta thấy sau mỗi ngày người ta dùng, người ta cảm giác khác biệt. Có những ngày người ta đau hơn, có những ngày người ta thấy rõ ràng từ hôm nay đến ngày mai thôi là đã khác rồi. Rồi, ok ha. Ở đây chị đã có cả câu hỏi của chị Nguyễn Thị Nina, không biết là chị Na có thể giơ tay lên hỏi trực chiến với mentor Hồng Hạnh luôn đúng không ạ? Ok, bạn Mình lên sẽ hỏi trực chiến được là hay nhất ạ, được hỏi và được giao lưu luôn ạ. Chị để Nguyễn nhận Thị quà Nina luôn, đúng không? Để đúng nhận rồi, lại quà còn được quà nữa, còn luôn. được hỏi, được trả lời, được quà. Các anh chị, các chị em mình ơi, ở đây ai, các anh chị nào có câu hỏi mình hãy giơ tay lên nhé, sẽ ưu tiên câu anh chị nào giơ tay lên hỏi trực tiếp. Sau đó thì mình mới sẽ tới những câu hỏi ở khung chat á. Nên là ai mình có câu hỏi thì mình giơ tay lên. Rồi, ok. Có bạn thấy hả? Bạn Lina cũng có thể là ở đó không? Anh thấy có một số bạn giơ tay như vậy, nhưng không phải ý là giơ tay ở trong cái reaction ở trên Đúng rồi, bấm cái bấm Zoom vào. á cả nhà, chứ mọi người giơ tay vậy là MC không nhìn thấy mọi người á nhá. Vậy thì chị Thái Hà bật mic lên hỏi ạ. Chị Thái Hà, em nhìn thấy chị Thái Hà giơ tay rồi này. Dạ vâng, em xin phép được hỏi một xíu ạ. Tại lúc nãy là em đang ở bên phòng bên kia, bọn trẻ con nó ồn quá nên em phải chạy sang bên này. Em muốn hỏi là cái sản phẩm này, mẹ em bị khớp rất là lâu rồi ạ. Mẹ em bị đau khớp gối ạ. Và đấy là mẹ đẻ ạ. Còn mẹ chồng em thì bị viêm dạ viêm viêm đại tràng ạ. Mẹ em chồng em bị đại tràng rất là nặng ạ. Mà em biết là cái tinh chất của trong bột nghệ nó cũng rất là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Em muốn hỏi là sản phẩm này có sử dụng được cho cả mẹ chồng với mẹ đẻ không ạ? Rồi, viêm đại tràng, chị xử lý vấn đề viêm đại tràng trước. Vâng. Mọi người quan sát cái cách Hạnh tư vấn nha cả nhà nhé. Cho chị hỏi xíu là mẹ đã bị lâu chưa em? Mẹ em bị lâu rồi, mẹ em bị phải đến mấy chục năm rồi ạ. Từ trước giờ là mẹ đi khám bác sĩ để uống thuốc hả? Hay có sử dụng thêm cái thuốc gì không? Hiện tại bây giờ mẹ có dùng thuốc hay không? Mẹ em có đi khám, trước là đi khám ở Bạch Mai ấy chị. Thế thì rất là nhiều bắc cho đến nam rồi đến thuốc tây, nhưng mà nó không có hiệu quả. Tức là chỉ cần ăn uống mà tức là chỉ cần ăn nói đồ nó xào nấu nhiều mỡ một xíu, hoặc là những cái đồ ăn lạ là sẽ bị đau rất là nhiều, xong rồi là đi đi xong thì lại hết. Nhưng mà tức là bao nhiêu năm bà cứ phải ăn uống kiêng khem, ví dụ chỉ dám ăn là thịt lợn luộc hoặc là một ít thịt gà luộc cũng, hoặc là cái muối lạc muối vừng ấy. Bà không dám ăn cái gì thịt bò xào hay các thứ, bà đều không dám ăn nhé, hay cá hay tôm các thứ bà không không dám ăn, bởi vì bà sợ đau đau như thế, bà đau như thế hàng mấy chục năm rồi ạ. Ok. Rồi hiện tại bây giờ là bà vẫn uống thuốc. Vâng, nhưng mà bây giờ là không có thuốc điều trị mà chỉ có là uống để cắt cơn ạ. Bình thường á là bà ăn uống làm sao? Ăn là rau củ quả vẫn ăn tốt, rồi là đồ ăn thì sẽ là ăn thịt heo thôi, đúng không? Vâng, thịt lợn mà tức là bà chỉ làm thế nào mà kiểu ở dạng nó khô, ví dụ như là luộc hoặc là rang thì sẽ phải là rang khô, chứ không không ăn được đổ mỡ đó. Chỉ cần cho dầu mỡ vào rang, hoặc là thịt mà nhiều thịt mỡ là bà ăn là sẽ bị như thế ngay. Ok, bà bị là chắc là cũng 20-30 năm rồi ha. Vâng, bà mẹ chồng em bị từ lúc con gái gọi. Ồ, vậy hả? Lâu quá ha. Rồi, ok. Trong trường hợp này á,
chị sẽ ưu tiên thứ nhất đó là thay đổi lại cái chế độ bữa ăn một chút xíu ấy. À, ví dụ như trước đó thì bà cũng có ăn, nếu mà em không biết là em biết cái chế độ ăn của người tăng cân hoặc là giảm cân không, tức là sẽ ưu tiên về cái hướng là mình sẽ ăn rau củ quả trái cây nhiều ấy. Và thứ hai nữa là hiện tại bây giờ chắc là trước mắt á, là sẽ không có ăn uống những cái ví dụ như cá, thậm chí là cá sông luôn được, yếu vậy chị nghĩ là cá sông chắc cũng từ từ đi, là ưu tiên trước là về mặt là ăn rau củ quả trái cây trước. Em thử cho bà dùng ăn khoảng chừng 3 ngày đầu tiên á, dạng thanh lọc á. Ừ. Xong rồi sau đó là em cho dùng Empower, thì để mà tấn công vào á, thì trong vòng 1 tuần đầu tiên, trong vòng 1 tuần cho đến 10 ngày đầu tiên á, thì em có thể là cho bà dùng là 4 viên đi, 4 viên đi ha, 4 viên Empower là sáng trưa chiều tối. Tối thì dùng trước ngủ, sáng thì là sau ăn sáng, sau ăn trưa và sau ăn chiều khoảng 30 phút ha. Còn cái lắc lean á, cái lắc lean thì bây giờ em sẽ quan sát giúp chị một chút xíu nhé, là trong vòng khoảng ngày đầu tiên đến ngày thứ hai đi, là cái tình trạng đi tiêu chảy của bà á, tại vì thông thường là người mà bị đi đại tràng thì cái cơn đau của họ thì khá là nhiều, với lại đi tiêu chảy cũng nhiều ấy, cho nên em quan sát giúp chị là trong từ ngày hôm nay đến ngày mai thôi, ví dụ như ngày đầu tiên á mà có thể là đi tiêu chảy là khoảng 5 7 lần đi, nhưng mà đến ngày thứ hai á, là em quan sát được cái số lần đi tiêu chảy coi là nó có bớt lại hay không. Là sau 1 ngày thôi nhé. Và cái cách dùng thì có thể là trước mắt là em cho dùng 6 gói lắc lên, ngày sáng 3 gói, sáng trước sau khi ngủ dậy 3 gói, và sau khi trước khi đi ngủ 3 gói, và trước khi dùng á, thì nhớ dùng nước ấm ha. Trước khi dùng lắc lên thì mình bỏ miệng mình ăn rồi, còn trước đó thì mình sẽ sử dụng 1 cốc nước ấm ha. Nước ấm thì uống khoảng từ 100 đến 300 tùy cái khả năng uống của bà thôi, chứ cũng không cần uống nhiều quá đâu, không uống nhiều quá một lần đó. Rồi em quan sát cho chị là trong cái ngày hôm đó đến ngày hôm sau thì cái số lần đi vệ sinh của bà thì nó đã cải thiện chưa. Và thứ hai nữa là sau khoảng chừng là 1 tuần, 2 tuần, 10 ngày đi, cho khoảng 10 ngày sau thì em cứ duy trì cái liều đó trong vòng 10 ngày đầu tiên, thì sau 10 ngày đầu tiên xong á, thì em quan sát coi là cho bà ăn thêm đạm vào á, cho đạm vào. Ví dụ như em có thể cho bà ăn nhẹ nhẹ bằng thịt gà hoặc là thịt heo, và phối hợp vào, rồi xong sau đó quan sát tiếp là nó có bị gây ra tình trạng đi vệ sinh nữa hay không ha, tại vì phải coi xem xét được vào cái số lần đi vệ sinh nữa đó. Rồi xong sau đó ví dụ như em cảm thấy nó cải thiện rồi, tức là sau 10 ngày đó xong mình cho bà ăn phối hợp cả đạm động vật thêm vào, nhưng mà bà vẫn không có bị, tức là không có tăng lần cái số lần đi vệ sinh lại á, thì bắt đầu là mình có thể là mình giảm bớt, gọi là chế độ của anh thì cứ duy trì ha, cứ bổ sung thêm đạm cho bà, nhưng mà hạn chế lại, tại vì riêng về cái người lớn tuổi á, thì mình chỉ nên bổ sung đạm động vật ít thôi, mình sẽ nghiêng nhiều về đạm thực vật nhiều đó, để cho nó dễ tiêu ha, để cho dễ tiêu hóa. Còn cái việc mà chị hướng dẫn cho mọi người là sử dụng thêm là rau củ quả trái cây với lại uống nước á, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho lợi khuẩn của mình nó phát triển, nó sẽ thực hiện được chức năng đường ruột tốt hơn. Còn riêng về em bao ở đó là rất là cần, bởi vì là đang bị viêm á, viêm đại tràng nó là viêm, cho nên là em đưa cái Empower vào cái giai đoạn tấn công ban đầu mà là khoảng 4 viên một ngày thì khá là ok, trong vòng 10 ngày thì chị nghĩ là cái tình trạng viêm nó cũng đã bớt mới một chút xíu rồi. Thì em sẽ nhìn thấy là nếu mà nói về cải thiện, nó mức độ cải thiện đó là em phải xem xét về cái chế độ là bà quay lại cái chế độ ăn dần bình thường, nó dần 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 lại, nhưng mà nó không có bị đi vệ sinh lại, thì lúc đó là mình đang thấy có tính hiệu quả. Ừ. Đó thì cứ theo dõi cho chị trong vòng nửa tháng đầu tiên ha, em có thể đi một cái combo về nửa tháng đầu tiên ấy, xong rồi sau đó thì khoảng nửa tháng tiếp theo, nếu như mà nó đã, tức là em nhìn thấy cái số lần đi vệ sinh nó đã cải thiện rồi, với lại cái phân của bà, mình thường là nghĩ người bị đại tràng là cái phân của họ nó rất là sống, phân sống, phân dạng mà nó không tiêu á, thì sau cái giai đoạn đó xong thì có thể là cái số lần nó đi xuống, và cái gọi là cái khối phân, cái khuôn của phân á, nó có bắt đầu hình dạng của khuôn phân thì nó đã bắt đầu nó ổn rồi, thì em có thể là tiết kiệm tài chính bằng cái cách là mình sẽ dùng 3 viên Empower lại, mình quay xuống mình dùng việc 3 viên Empower với lại là 4 gói lắc liền cho hết cái tháng đó ha. Và sau cái tháng đó xong, ví dụ như em cảm thấy là nó cũng đang bắt đầu cải thiện rõ ràng rồi, thì bắt đầu sang tháng thứ hai á, là em có thể là em sử dụng là tiết kiệm thêm một chút xíu cũng được, còn không thì mình cứ cố gắng mình duy trì được cho bà là 3 viên Empower với lại là 3 cho đến 4 gói lắc liền mỗi ngày cho đến khoảng 3 tháng, cho khoảng 3 tháng để mà nó cải thiện được cái chỗ đó cho nó rõ ràng ha. Với lại kèm theo cái chế độ ăn uống cho nó hợp lý nhé, thì nó không có bị tái phát lại. Còn mình mà đang gọi là trong cái quá trình mình phục hồi á, mà mình đưa cái thức ăn vô mà nó quá ảnh hưởng á, thì nó cũng khổ.
chị sợ là nó nhiễm khuẩn lại á. Ok không, Thái Hà kịp không? Em vào tích nhé. Chị ơi, em cảm ơn ạ. Vậy còn vấn đề xương khớp của mẹ em thì sẽ như thế nào hả chị? Về xương khớp á, nếu như không biết là em có cái nắm cái tình trạng xương khớp không, xương khớp là do bị thoái hóa hay là do bị vấn đề thiếu hụt độ nhờn của khớp hay là viêm khớp thông thường thôi hay sao? Em tắt mic rồi, em tắt mic rồi. Dạ, thực ra cái này em cũng không rõ lắm là bị viêm hay là bị thiếu nhờn khớp, tại vì là có một lần là đi khám nhưng mà từ rất là lâu rồi ạ, thì là ở Bạch Mai thì họ bảo là bị có dịch ở ở khớp gối, có dịch thì phải, nhưng mà từ lâu lắm rồi ạ, phải khoảng gần 10 năm rồi. Thế sau đấy thì là không không đi khám nữa mà chỉ uống thuốc, những cái loại thuốc kiểu thuốc dân gian thôi ạ, chứ không không có đi uống thuốc khác nữa chị ạ. Nhưng mà xong rồi lúc nào đau quá thì mẹ em uống một liều kháng sinh giảm đau là xong rồi, là cứ như thế duy trì bao nhiêu năm nay chị ạ, không có đi Nếu mà nói khám. về việc là dùng kháng sinh thì đa phần mọi người hình dung về kháng sinh đó là nó sẽ, tức là kháng riêng về kháng sinh thì nó sẽ có hai loại, một loại là ức chế và một loại là tiêu diệt. Thì ví dụ như một số những cái loại là mọi người bị cúm hay bị gì đó, bị cúm hoặc là bị nhiễm khuẩn hay gì đó thì thường là người ta sẽ cho dùng kháng sinh để mà tiêu diệt vi khuẩn hoặc là virus, đúng không? Đó, còn lại á, là cái quan trọng của cái việc dùng kháng sinh đó là nó sẽ ức chế được cái cơn đau. Vậy thì để mà ức chế được cái cơn đau thì thường đó là nó sẽ ức chế hệ thống thần kinh. Cho nên là nó bị gọi là khỏa lấp cái tình trạng liên quan đến đau đớn của cái người bệnh nhân. Vậy thì là lúc mà mình đang bị đau á, mà mình sử dụng các loại thuốc giảm đau á, thì mọi người sẽ không thấy cơn đau nhưng mà rõ ràng là nó vẫn còn ở đó. Thì thông thường người ta sẽ phối hợp thêm một số những cái loại liên quan đến hỗ trợ kháng viêm, kháng sinh á, kháng sinh á, thì nó sẽ liên quan đến kháng sinh kháng viêm. Thì thông thường những cái loại kháng sinh kháng viêm á, thì nó lại liên quan đến chỗ là nó tiêu diệt á, nó tiêu diệt nhiều. Đó, vậy thì bây giờ nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ. Có thể là mình có thể tư vấn là thay cho kháng sinh luôn nhé. Hạnh nói là Hạnh luôn luôn có thể tư vấn cho khách hàng của Hạnh là trong trường hợp cần thiết mà Hạnh thấy cái loại thuốc kháng sinh đó mình có thể thay thế được là Hạnh có thể loại bỏ thuốc kháng sinh luôn và Hạnh cho cái người đó người ta dùng cái Empower của mình luôn. Bởi vì nếu mà mọi người đi học cái Empower rồi á là mọi người sẽ thấy cái Empower nó có khả năng là giống như là đo về cái isoprofen đấy cả nhà, với lại là một số loại kháng sinh như là gì đó aspirin đó đó, thì mọi người sẽ thấy là nó có khả năng kháng hơn, tức là nó cái tính kháng sinh của nó, cái tính kháng viêm kháng đau của nó còn cao hơn những cái loại kháng sinh thông thường mà mình đang được kê toa bác sĩ nữa. Cho nên là mọi người có thể tự tin mình có thể loại bỏ thuốc tây nếu như khách hàng người ta đồng ý nha, mình không có ức chế, tức là không có cho khách hàng người ta sự không thoải mái, mình vẫn hỏi ý kiến khách hàng. Thì nếu như người ta vẫn yên tâm với cái toa thuốc bác sĩ thì mình cứ để cho người ta dùng bình thường không sao cả. Nhưng mà cái Empower của mình đó là nó sẽ tấn công theo hướng là làm lành, nó kháng viêm kháng sinh nhưng mà nó lại theo thiên hướng là làm lành. Cho nên đó, lúc này là mọi người có thể phối hợp cái thằng Empower, nếu người ta muốn là vậy thì chị có dùng cái của em được hay không, thì mình có thể tư vấn cái thằng Empower vào là được, rất tốt. Và cái thứ hai á, thì Hạnh thấy là quan trọng đó là cái thằng lắc liên đó cả nhà, thằng lợi khuẩn á. Bởi vì là khi mà sử dụng thuốc kháng sinh á thì cái đường ruột của họ nó khá là ảnh hưởng, cho nên là mình có thể là mình tư vấn cho họ cái quan trọng nhất đó là cái lợi khuẩn á, để mà cái đường ruột của họ nó không có bị ảnh hưởng cả nhà ha, nó sẽ bớt đi cái những cái tác dụng phụ khi mà sử dụng kháng sinh đó. Còn cái Empower thì nếu mà được thì tư vấn cái Empower ngay thời điểm đó luôn, còn không thì cứ đợi cho họ học dùng kháng sinh xong đi, xong rồi sau đó là mình sẽ cho cái thằng Empower vào sau để nó phục hồi tái tạo lại sau. Con ở đấy con mẹ xin con đấy. Rồi còn thứ hai nữa là nếu như trong trường hợp mà mẹ chồng của em hiện tại bây giờ mà đang không dùng thuốc tây nha, thì em cứ tự tin em tư vấn cái thằng Empower vào, thì bây giờ nó đang liên quan đến cái tình trạng là tràn dịch khớp gối. Thì khi mà em học cái Empower em sẽ nhìn thấy là khi mà có xuất hiện các ổ mủ và ổ dịch á là cái người đó người ta sẽ xuất hiện những cái cơn đau rất là dữ dội. Cho nên về tâm lý có rất nhiều người khách hàng luôn á là mình không nói với họ trước đó thì họ sẽ rất là hoang mang khi mà họ bị đau. Cho nên là em cần tư vấn cho cái người khách hàng trước là chị cần phải trải qua cơn đau này, tại vì cái cơn đau đó được gọi là cái một cái hiệu ứng ở trong y á, trong y học á, thì nó được gọi là hiệu ứng tăng cường để làm lành, gọi là tăng
tăng tăng cường hoặc là tấn công để làm lành, cho nên là họ cần phải trải qua cái giai đoạn đó. Thì á, là em biết là nếu như nó chạm được cái đỉnh ngưỡng của cơn đau á, là sau, tức là tính về cái mức độ giảm cái cường độ cơn đau nó sẽ được tính theo hàng ngày luôn. Em biết là có bên chị là có một cái chị là chị Vân á, thì cái cơn đau của ngày hôm trước có thể là lên đến đỉnh điểm mà chị không thể nhấc được cái người lên luôn, không nhấc được cái tay lên luôn, nhưng mà đến sang ngày hôm sau là chị đã gọi điện cho chị và chị nói là chị cảm giác như người của chị đã nhẹ đến khoảng 60 đến 70% rồi. Đó, thì nó phải chạm được cái ngưỡng đó là nó đi qua được hết, tức là nó sẽ phải làm nóng cái ổ dịch đó lên để nó xử lý các ổ sưng ổ viêm, xong sau đó nó đi được đến, nó chạm được đến các vết thương rồi bắt đầu nó sẽ làm lành. Đó thì em sẽ mô tả cho mẹ chồng trước như vậy để cho mẹ có thể hình dung được cái cơn đau. Thì về thông thường chị sẽ ướm chừng về cái cơn đau là trong vòng 3 ngày đầu tiên á, chị sẽ cho mỗi ngày sử dụng đúng một viên thôi để chị đo lường về cái cơn đau trước. Thì trong 3 ngày đầu tiên nếu như mà mẹ của mình là vẫn thấy là à bình thường vẫn không có đau lắm hoặc là không có cảm giác đau thì em phải tăng lên làm 2 viên. Em phải tăng lên tiếp tục 3 ngày, thứ 3 ngày tiếp theo em sẽ tăng lên làm 2 viên trong 3 ngày tiếp theo. Xong sau đó nếu mà vẫn không đau, à, không đau tiếp thì tiếp tục là 3 ngày tiếp theo em sẽ tăng lên 3 viên. Xong nếu vẫn không đau thì em sẽ tăng lên là 4 viên. Còn nếu như đã đau rồi thì hỏi mẹ coi là mẹ có chịu, mẹ cảm thấy ổn không? À, tại vì nhiều khi lớn tuổi á, cái khả năng chịu cơn đau nó không như người trẻ của mình. Đó thì hỏi mẹ coi là mẹ có chịu ổn không? Nếu mà mẹ cảm thấy chịu ổn, ok thì có thể là cho mẹ duy trì cái liều lượng đang cho dùng đó. Còn nếu như mẹ cảm thấy nó đau quá thì bắt đầu giảm xuống 1 viên. Giảm xuống 1 viên mà nếu mà mẹ vẫn còn đau thì giảm xuống tiếp. Mình đi từ từ lại, mình không có gấp quá tại vì nó liên quan đến khả năng chịu đựng về cơn đau nữa. Đó, thì đó là cái kinh nghiệm của chị khi mà chị tư vấn về vấn đề xương khớp. Chị phải ưu tiên về cái việc đó là làm sao cho cái người khách hàng người ta cảm nhận được là nó không có bị áp lực á. Chứ còn nếu mà nó họ đang đau rồi mà mình vẫn tiếp tục mình tăng cường lên, đó là họ sẽ quá đau đó, và họ sẽ không có chịu nổi nhé. Cho nên là em phải đo cái, gọi là đo lường cái liều á. Ok, hay hình dung không? Thường là sẽ đau như thế khoảng 3 hôm là nó sẽ nhẹ dần đúng không Không, chị? đau nhiều đó em. Càng cái ổ dịch của mình và cái vết thương của mình và cái tổn thương của mình nó càng nặng á, là cái thời gian đau nó càng dài. Thì có những người là người ta chỉ cần đâu đó là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, nhưng cũng có những người chị tư vấn là họ đến khoảng hơn 2 tuần đau luôn ấy. Ừ. Nên là mình phải tư vấn cho họ về mặt tâm lý trước. Đó. Ừ. Càng nó liên quan cái tình trạng vết thương của họ. Ừ. Tức là cái loại thuốc, cái loại thực phẩm này chức năng là nó sẽ điều trị những cái ổ viêm đúng không chị? Kể cả Đúng. những cái như là viêm họng này hay là viêm tai giữa của trẻ em thì cũng có thể sử dụng được đúng không chị? Chính xác. Chị có từng nghe viêm tai giữa thì chị chưa có khách hàng nha, nhưng chị có từng nghe bạn bạn Ánh, và hiện tại bây giờ trong team chị cũng đang có một bạn đại lý là con cũng bị viêm tai giữa từ khi sơ sinh luôn á, là chị cũng đang hướng dẫn cho cách dùng cái Empower, thì tính từ thời điểm đến giờ lên dùng được khoảng hơn 2 tuần. Nhưng mà trước đó là cái tình trạng viêm tai giữa là luôn luôn hành sốt bé, nhưng mà bây giờ là sau 2 tuần nay là bé đang cải thiện về cái vấn đề là chưa có thấy biểu hiện lại của cái vấn đề liên quan bị hành do viêm tai giữa đó. Còn chị thì chưa có khách hàng, thì đây là cái người đại lý đầu tiên mà có bé là như vậy thì chị cũng đang theo dõi. Còn trước đó thì chị có nghe bạn Đỗ Ánh ấy, à, bạn Đỗ Ánh ấy, bạn có chia sẻ về vấn đề là con của bạn bị viêm tai giữa với lại là bị cái con gì nó bò vào trong tai đó, thì có sử dụng cái Empower bằng cách là mình sẽ cho vào cái tăm bông, và cái tăm bông đó nó sẽ có một chút xíu về cái nước muối đó cả nhà. Đó, xong sau đó là bạn đó sẽ dùng để mà rửa cái vết thương ở trong tai, rửa cái tai của bé đó. Đó thì nó cái MO nó sẽ bám vào cái màng tai cả nhà ha. Thì mọi người có thể sử dụng thêm một cách nữa là mình sẽ nhỏ nhẹ nhẹ cả nhà, mình nhỏ một chút xíu về cái nước muối kèm với cái MO nhỏ lên cho nó bám đủ ẩm ha cả nhà ha. Mình đủ ẩm để cho nó bám vào trong cái vành tai thôi, thì anh nghĩ là mình cứ duy trì như vậy trong vòng khoảng 1 tháng thì anh nghĩ là nó cũng sẽ cải thiện được những cái vấn đề liên quan đến là viêm tai giữa cho bé. Ừ. Thì mọi người có thể tham khảo thêm cái câu chuyện của chị Đỗ Ánh á, thì hoặc là nhãn hàng có ghi lại cái record đó thì có thể gửi cho mọi người tham khảo thêm. Vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, ok. Rồi em thấy có chị Nina với chị Nguyễn Thanh giơ tay rồi. Em ưu tiên chị Nina trước, tại nãy chị Nina có đặt câu hỏi trên khung chat rồi. Các anh chị mình có câu hỏi thì mình tiếp tục giơ tay đi ạ. Thế Hà mình ở lại một xíu nữa, lát mình thực chiến một chút xíu nữa nhé. Rồi ok bạn Vâng. Liêm, hỏi nhé. À, chào Dương Hạnh, chào tất cả mọi người nhé. Cho Vâng. mình hỏi một câu là mình có một trường hợp mà cái bé là 11 tuổi, bé gái, bé hay bị chứng bụng đầy hơi, mà hôm rồi đi ra khám thì bác sĩ kết luận là bé bị
bị HP dạ dày á, thì cái sử dụng cái sản phẩm bên mình có được không, gọi là liều dùng nó như thế nào? Dạ, được. Nhưng mà bé đã đi qua điều trị bằng gọi là phác đồ điều trị của HP chưa chị? Thì hôm bữa là ý là nghi ngờ, thì hôm bữa là đi khám rồi, bác sĩ cho ok thuốc rồi, nhưng mà là mình con cháu mình nhá, mình là muốn hỏi là tư Dạ. vấn thêm cho mẹ nữa để xem khỏi phải dùng kháng sinh nó Dạ. nhiều á. Dạ rồi. Cho em hỏi thêm một chút xíu đi. À, tại cái này nó cũng hơi kỹ một xíu thì mới ok được. À, bé thì hiện tại bây giờ là cái tình trạng mà ở tức là ở hơi ở nóng hay là bé chỉ có cảm giác là khó tức là khó tiêu trong bụng thôi hay là bé Là đang khó tiêu, tình trạng khó tiêu bị là các do loại là bé bé toàn bị không đau không gì hết đúng không chị? Không đau không gì hết bé nhưng khó tiêu. hôm bữa là bé bác sĩ cũng có nói là bé bị dị ứng nhẹ với lại sữa với thịt bò. À, bắt chung nạp đâu hả? Bắt chung nạp đạn. Rồi, ok. Rồi, là bé có bị đau không chị? Có bị cái cơn đau không? Cũng có nhẹ nhẹ. Lúc mà làm xét nghiệm thì làm xét nghiệm máu hay là lại xét nghiệm qua hơi thở hay là xét nghiệm bằng nội soi hay gì chị? Xét Xét nghiệm nghiệm. máu Ok chị. Thì đôi khi xét nghiệm máu thì nó cũng liên quan đến kháng thể nữa. Em nghĩ là nó cũng chưa hoàn toàn chính xác đâu, để mà hiện tại bây giờ cái test mà xét nghiệm chính xác nhất ở quê hả chị? Ở quê đúng không? ở trên Đà Lạt, nói chung là Dạ. cũng ở trên bệnh viện Pasteur, lên bệnh viện Pasteur làm Dạ. xét nghiệm. Ở Pasteur mà họ cho làm xét nghiệm máu họ để xét nghiệm HP hả? Lạ ha. Thông thường là dạ. HP bây giờ người ta đã chuyển sang cái sử dụng mà test qua hơi Nói chung thở. là hôm bữa là xét nghiệm mà máu để ra coi như khám tổng quát đó. Khám tổng quát ra cái có cái phần đó rồi, Dạ. ra những cái phần đó. Ok chị. Rồi, À, vậy. bị dị ứng khói bụi nhẹ nữa này, khói bụi thịt bò với lại sữa Dạ. rồi Ok. trứng bụng đầy hơi. Là bị từ nhỏ luôn hả chị hay mới gần đây ạ? Trước là bé cũng có dùng cái tăng cân bên mình rồi đó, nhưng mà do là mẹ cháu cũng hơi lơ là tí, thành Dạ. ra cháu dùng nó không có được đầy đủ, gọi là bữa quên bữa được, thành ra là nó chưa được có hiệu quả, thành ra là hôm nay lại thấy cái tình trạng đấy đi khám thì nó mới ra kết quả như vậy. Ok, rồi em hỏi thêm xíu nữa nhé. Là bé bị như vậy là bị tức là sau này mình mới biết đúng không chị? Sau này mình Đúng mới rồi. biết, trước đó là mình không biết được tình trạng, mình chỉ nhìn thấy quan sát về triệu chứng của bé thôi, còn bây giờ thì mình mới biết. Và bây giờ thì Rồi. bé vẫn chưa sử dụng phác đồ điều trị nào hết. Và chị đang muốn hỏi là cái sản phẩm của Empower nó có hỗ trợ được trong trường hợp này hay không? Đúng không? Empower và cái bộ đôi. Rồi. À, ok chị ha. Thì á là em thấy á có hai cái, một cái á là chị cần phải đi làm xét nghiệm lại qua hơi thở. Tại vì á xét nghiệm máu mà bây giờ để test HP nó không có còn cái độ chính xác nữa, bởi vì là Nghiệm trong hơi thở à? dạ đúng rồi, nên đi xét nghiệm hơi thở là nó sẽ chính xác nhất. Hiện tại bây giờ nếu mà xét nghiệm À. HP dạ. Rồi cái thứ hai nữa là chị có thể hỏi thêm xem là hiện tại bây giờ là ví dụ như là bé cái chế độ ăn uống là làm sao. Ví dụ như là họ mình hỏi mà thấy là bé toàn là ăn vặt không à. Ví dụ như ăn bánh kẹo không nào hoặc là uống nước ngọt không mà là mình sẽ thấy nó cũng bị ảnh hưởng rồi đó. Một phần nó sẽ ảnh hưởng. Đó, cái chế độ ăn uống nó cũng là cái một trong những cái mà ba mẹ thường không để ý nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất là nhiều về cái bệnh dạ dày của con. Dạ. Rồi cái thứ ba nữa là chị quan sát thử coi là hoặc là chị hỏi cũng được là bé có bị thiếu máu hay không và có bị gọi là gì ta táo bón với tiêu chảy hay không. Chị hỏi thêm cái chế độ đi vệ sinh của bé đó thêm để cho nó rõ ràng hơn thì lúc đó mình có thể hỗ trợ gọi là nó gọi là đi một phát là thắng ngay á. Chứ còn nếu như mình chỉ cần biết có một vài yếu tố thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là hỗ trợ của mình đối với khách hàng đó. Vậy thì bây giờ chị có thể hỏi những cái thông tin, ba cái thông tin mà em nói đó. Một là đi test bằng hơi thở để cho nó chính xác, tại vì đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là máu thì nó sẽ có những cái kháng thể nữa đó, kháng nguyên kháng thể nữa, dạ, cho nên là cũng chưa hoàn toàn chính xác. Rồi hai á là coi lại cái chế độ ăn uống sinh hoạt của bé. Rồi thứ ba là đi vệ sinh, coi là bé có đóng khuôn hay không hay là cứ 2 3 ngày mới đi lần mà mỗi lần là đi tiêu chảy chẳng hạn, hoặc là đó tiền hoặc là táo bón chẳng hạn ha.
Rồi thêm cái ý nữa đó là bé có bị thiếu máu hay không, bé có nhợt nhạt, thiếu máu, cái sắc da như thế nào. Đó thì là một số những yếu tố thì em nghĩ là chị sẽ tư vấn cho bé là cải thiện tốt hơn. Rồi còn về cái cách dùng á, thì bây giờ á, bé này không biết là bao nhiêu tuổi, 11 tuổi đúng không chị? Này em nhớ là 11 tuổi. 11 tuổi mà nói chung là bé còi á, Dạ. nó À, có vậy là tại vì nó không tạ hấp hai thu mấy được. cân thôi, Dạ, nếu đúng mà nó không? không hấp thu Thì được hôm em bữa có chỉ là nó là phải đòi mãi định thôi. tính tăng cân, nếu như mà do là trẻ không để Dạ. ý thì thành ra nó không hiệu quả, Dạ, có ok. tăng nhưng mà nó không đáng kể. Dạ. Bây giờ chị có thể là chị chỉnh cái ruột trước, chị phải sửa cái ruột nó lại trước. Cái ruột nó khỏe rồi thì em nói nó tăng cân nó không còn khó nữa. Thì bây giờ ví dụ như bé 11 tuổi thì em nghĩ là chị có thể cho một cái liều là 3 viên. Chị cho liều 3 viên. Chị duy trì trong vòng 2 tuần đầu tiên là liều 3 viên giúp em nha, là dùng sau ăn ha. À, sáng, trưa và tối trước khi ngủ ha. À, sáng trưa tối, sáng trưa và sau ăn, còn tối trước khi ngủ là cứ trước khi ngủ là leo lên là dùng thôi. Còn cái thằng lắc ly nó chị dùng cho em là 4 gói trong một ngày, thì chị có thể sử dụng là sáng và tối được rồi. Sáng trước khi sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. À, và nhớ là trước khi dùng cái lắc ly là nhớ uống một ít nước ấm trước đó. À, xong rồi mình mới ăn lắc ly, mình bỏ miệng lắc ly mình ăn ha chị ha. Rồi thì Sáng xong ngủ dậy với lại thức ngủ. dạ đúng rồi. Rồi á là chị sẽ quan sát cho em vào 14 ngày đầu tiên nè. Chị sẽ quan sát, thứ nhất á, là chị sẽ quan sát coi bé có bị đau hay không, bé có còn khó tiêu hay không. Nếu như trong trường hợp mà trong vòng khoảng 1 cho đến 2 ngày đầu tiên mà bé vẫn khó tiêu thì chị giúp em là mình sẽ ra ngoài tiệm thuốc tây á, chị mua cho em là một tuần đi, một tuần cái ống về Neoleptin á, chị cho bé dùng phối hợp vào trong cái tuần đầu tiên này. Nhưng mà chị quan sát là nếu như trong trường hợp bé khó tiêu thì mình mới dùng, còn mình không có lạm dụng, mình không có dùng thường xuyên, không cần phải dùng thường xuyên, tại vì nếu bé vẫn tiêu hóa tốt vẫn ok thì không cần. Còn nếu như thực sự mà mình chỉnh được cái đường ruột của bé trong 14 ngày đầu tiên đó, thì đa phần là các bé nó sẽ không có bị tình trạng liên quan đến khó tiêu ở đường ruột nữa đó. À, rồi thứ hai nữa là sau 14 ngày sau ha, đến 14 ngày sau thì chị sẽ cho bé dùng cái thằng có thể nếu như 14 ngày đầu tiên mình đã cải thiện rồi thì mình có thể mình giảm cái liều xuống cho nó tiết kiệm tiền nhưng có gì hết ha, thì mình có thể giảm xuống là 2 viên, mình có thể giảm xuống là 2 viên Empower. Còn cái lắc liên thì mình có thể sử dụng khoảng chừng là 3 gói cho đến 4 gói, mình cứ duy trì để mình phục hồi chức năng đường ruột thêm. Dạ thì đó là cái theo dõi. Thì 14 ngày sau thì nếu như mà 14 ngày trước mà chị cải thiện được cái đường ruột thì 14 ngày sau thì tự động bé sẽ tăng cân theo luôn. Ngoài cái việc là bé sẽ cải thiện được cái vấn đề liên quan đến đau dạ dày, với lại là hỗ trợ về cái vấn đề là ở khó tiêu á, thì nó cũng sẽ bắt đầu tăng cân vào 14 ngày sau luôn. Kèm theo chế độ là không nước ngọt, không nước ngọt, không ăn đồ đồ rán, đồ ăn nhanh, không ăn bánh kẹo. Ha, bánh đồ của em bé nhỏ thì được, còn đồ những bánh ở trong siêu thị snack này nọ thì mình cố gắng hạn chế trong cái giai đoạn mình đang hỗ trợ thay đổi đường ruột của con. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, chị Lina lát nữa sẽ trực chiến với em khoảng chừng 5 phút nữa nhé. Thì bây giờ em sẽ hỗ trợ cho một hai anh chị đang giơ tay ở đây trước đã. Dạ rồi, bạn bạn Mây ạ. À, bạn Thanh đi ha, bạn Thanh. Trước ạ, chị Thanh nãy nó giơ tay trước rồi. Mời chị Dạ rồi. nói trước. Ok ạ, bạn. Em chào chị ạ. Ừ, Ừ. cho em hỏi hai câu được không ạ? Ok. À, câu thứ nhất là nhà em là có bé 5 tuổi, cách đây khoảng nửa tháng thì em có đi khám thì do em bé bị đau bụng ấy. Đi xuống bệnh viện khám thì bác sĩ bảo là cháu bị đầy hơi nên nên dẫn đến rối loạn tiêu hóa, nên mà cháu nó cũng gọi em muốn lần này là muốn chị tư vấn là xem để cải thiện là cái bụng với lại để cho cháu tăng cân ấy. Tại vì bé nhà em được 5 tuổi rưỡi mà có 18 cân thôi. 18 cân cũng 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 được chứ cũng không đến nỗi còi lắm. Tại vì bé cháu nhà chị á là 6 tuổi rưỡi 7 tuổi, tức là chuẩn bị vô lớp 2. Nhưng Năm mà tuổi rưỡi ạ. ý là chị đang kể là bé nhà chị nè là ý là bé cháu nhà chị á là gần vô lớp 2, tức là gần 7 tuổi nhưng mà cũng có 17 kg, à tức là nhỏ hơn nhà em nữa. Còn nhỏ hơn bé nhà em nữa cho nên chị thấy bé nhà em mà 5 tuổi rưỡi mà 18 kg thì cũng không tới nỗi là quá còi. Nhưng mà mình có thể là mình áp dụng được cái chế độ tăng cân thì cũng ok ha. Nhưng Rồi. mà bé nhà em có kiểu là đợt này là nó hay kêu bị đau bụng ấy, mà nó em cảm thấy đi vệ sinh thì ngày có đi một lần nhưng mà phân là rất là cứng, Đáp án. suốt ngày nó cứ kiểu là nó hay kiểu hay kêu đau bụng á.
Ok. À, bé có chịu ăn rau củ quả gì không? Ăn rất là ít, em chỉ cho ăn mắt ăn canh thì, nhưng mà lượng canh ở trong rau ít ấy, mà uống sữa thì cháu vẫn uống, nhưng mà ăn rau với thịt thì nó kiểu dạng nó không ăn, hầu như là nó chỉ ăn cơm với canh không ấy, nước canh hay rau nó cũng ít, mình ép thì nó man được vài miếng thôi. Ok. Rồi. Vậy thì nếu mà trong trường hợp này á là em cần phải cài một chút xíu ha. Tại vì á là một đứa bé mình rất là dễ nhìn thấy, hoặc là người bé hay người lớn cũng vậy á, là rất là dễ nhìn thấy luôn là cái đứa trẻ này nó có chịu ăn rau củ quả trái cây không. Nếu mà nó không chịu ăn là chứng tỏ cái đường ruột nó sẽ không khỏe đâu. Mà mình nhìn thấy rõ ràng luôn là bé bị táo bón là chắc chắn nó không khỏe rồi. Đúng không? Đó, vậy cho nên là mình sẽ cố gắng mình cài ha. Thì cái cách mà chị cài cho con chị nè thì mọi người có thể tham khảo cái cách cài nha. Hồi xưa nói mọi người á, là lúc nó nhỏ một khoảng 1 2 tuổi, cả nhà mọi người biết không, hành tươi á, cái hành tươi mọi người thấy nó cay không, cái hành lá đó cả nhà, nó cay đúng không, nó vừa cay mà nó vừa hăng, nó vừa hôi nữa. Mà lúc đó nó mới có 1 2 tuổi mà nó nguyên cái rổ hành của hành để đó, mà nó ngồi quay xuống lại thấy nó ngồi nó nhai hành đó cả nhà, mọi người thấy gớm không. Đó thì là mình sẽ thấy là cái đứa trẻ lúc mà nó ăn chịu ăn rau củ quả trái cây là đứa trẻ đó sẽ có bộ ruột tốt đấy. Thì mọi người biết là đến khi nó đi học luôn thì nó bắt đầu là nó thấy, nó bắt chước bạn bè nó, nhiều khi nó đầu tiên nó ăn rau đó, nhưng mà đi học nó thấy bạn nó không ăn rau, bạn nó ngồi lựa rau rồi nó cũng về, nó bắt đầu nó ngồi nó lựa rau rồi nó hỏi mẹ, mẹ sao các bạn không có ai ăn rau mà cứ bắt nó ăn rau đó, kiểu như vậy đó. Thì đôi khi là nó cũng có một số những liên quan đến tâm lý khi mà bé đi học. Thì bây giờ là em cần phải cài, thứ nhất đó là mình sẽ nịnh con theo một cái cách riêng. Hạnh thì có thể là mọi người coi coi là cái cách làm của Hạnh có phù hợp không. Ví dụ như Hạnh sẽ nói là à ăn rau nó sẽ đẹp trai hơn, hoặc là ăn rau nó sẽ đẹp gái hơn, là cách về mặt tâm lý. Còn thứ hai á là mọi người có thể là cài bằng những cái rau mà dễ tiêu cả nhà, dễ mềm á. Ví dụ như là mồng tơi nè, mồng tơi là mọi người có thể sắc nhỏ lên, mình nấu canh với gia đình xong đúng không, mình nấu xong mình chừa lại một miếng nước, xong sau đó là một cái mồng tơi của mọi người xếp nhỏ ra, sắc dặm sắc nhuyễn ra đó, hoặc là rau đay, hoặc là mồng tơi, hoặc là rau ngót mà nó có thể bám được vào trong cái canh của mình đó cả nhà. Thì đó cũng là một trong những cách mình cài rau. Thì trước tiên nếu mà khi mà con mình chưa thích đó, thì mình sẽ cài trước, mình sẽ cài rau trước. Và cái thứ hai nữa cả nhà ha, đó là mọi người có thể là bổ sung thêm tảo cũng được. Tảo thì hồi trước thì Hạnh cho bé, nếu mà anh chị nào mà có tham gia Zoom của Hạnh thì mọi người cũng, chị Hạnh cũng kể cho chị, cho mọi người cách dùng tảo rồi, tức là nó là cái dạng viên. Thì khi mà sử dụng cái dạng viên như vậy á, là thường các bé nó không chịu đâu, bé nó sẽ không chịu dùng. Tại vì Hạnh nè, Hạnh cho nó uống mà phải đến, nó là một cái ly nước này cả nhà nè, Hạnh cho đến khoảng là hơn nửa ly nước luôn á, hơn nửa ly nước luôn mà cái viên nó vẫn còn ở trong miệng, tức là nó chỉ nuốt nước thôi chứ còn cái tảo nó còn lại dính ở trong miệng. Thì sau này á, là Hạnh mới bảo đó, giờ không phải cho uống một viên nữa cả nhà, mà Hạnh cho một bốc vô trong miệng nó luôn cả nhà. Bắt buộc á, là trong một cái miệng nó rất là nhiều đồ như vậy thì bắt đầu nó uống, lúc đầu Hạnh cũng sợ nó nghẹn. Nhưng mà mình cứ thử thử xem, thì ban đầu mọi người có thể là khoảng 5 viên thôi. Mình cho khoảng 5 viên thôi. Ngày nào mà con mình thấy là con mình nó không có chế độ ăn rau vào, mình quan sát sau này nó sẽ cải thiện đến cả nhà. Sau này là bắt đầu nó sẽ thích ăn salad hơn, nó sẽ thích ăn đồ rau tươi sống hơn, nó sẽ thích ăn những một số những cái món như những củ que, hoặc là một số những cái đồ nó thích thì mình cứ nấu cho nó ăn. Đồ xào nào mà nó thích thì nó ăn, hoặc là đồ luộc nào nó thích thì mình cho nấu cho ăn. Còn nếu như ngày nào mà nó không có được cái bữa rau á, thì mình có thể mình cài bằng cái việc là cho dùng tảo. Thì cho dùng tảo thì mọi người có thể cho khoảng 5 viên cho đến 7 viên, mình cho vào miệng và dặn con là sẽ uống như là uống nước bình thường á, và nó sẽ trôi theo nước. Thì lúc sau là lúc đầu Hạnh cho nó uống một viên thì nó không có uống, nó không có trôi xuống được, nhưng mà lúc mà Hạnh cho nó một bọc trong miệng là 5 đến 7 viên thì nó lại uống cái tọt cái hết xuống vào bụng hết. Thì mọi người có thể tham khảo cái cách này làm và áp dụng thử coi, không biết là có anh chị nào đã áp dụng cái cách này của Hạnh chưa và mọi người có thành công chưa. Thì đó là cái cách mà Hạnh hướng dẫn cho bé của mình là dùng tảo thêm trong những ngày mà mình không có cho bé ăn rau củ quả được đấy. Thì đó là một số những cái, nhưng mà bắt buộc là phải có rau củ quả mình cài vào. Tại bây giờ mọi người có đưa lượng lợi khuẩn vào đi nữa mà nó không có cái nền rau củ quả thì nó không có thức ăn, mà không có thức ăn thì nó cũng đâu có tăng sinh được đâu. Thì mình đưa, tự nhiên mình đưa một cái lượng lợi khuẩn vào mà nó cũng không phát triển được thì nó cũng rất là tiếc đúng không. Đó, mặc dù nó tốt thì tốt thiệt đó, nhưng mà nó không có khả năng, nó không có đồ ăn để nó dùng đó cả nhà. Cái kiểu như vậy đó. Và nó phải bung ra. Và thì nó phải có nước, và có nhớ cho con uống nước, hay cố gắng là cho con uống nước thêm mỗi ngày. Đó, thì cái đó là mình phải điều chỉnh thứ nhất ở con mình, là mình sẽ cài về mặt tâm lý và là cài về trong cái bữa ăn bằng những cái đồ ăn nó dễ ăn để dính vào cơm, dính vào chan canh rồi chẳng hạn. Đấy. Rồi thứ hai nữa là ví dụ như bé bây giờ mà muốn đang bị vấn đề về khó chịu, về khó tiêu này, thì mình quan sát xem là bé có chịu ăn không.
Nếu như bé không chịu ăn, tức là đồ ăn ở trong ruột của con vẫn còn, thì đồ ăn trong ruột con vẫn còn, tức là cái chức năng đường tiêu hóa ở cái dạ dày của con nó đang bị có vấn đề. Thì bây giờ cái bước đầu tiên của mình đó là mình có thể sử dụng cái thằng Neovaptin lúc nãy mà chị có hướng dẫn. Mình quan sát, nếu như trong trường hợp mà con nó dễ tiêu, con nó vẫn ăn uống, nó vẫn ăn ngon miệng thì không sao. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà con của mình nó không có chịu ăn á, thì chứng tỏ trong đồ đồ ăn trong bụng nó đang còn. Thì bởi vì đồ ăn trong bụng nó đang còn cho nên là mình sẽ hỗ trợ thêm enzyme tiêu hóa vào, và mình sẽ quan sát, chứ không mình không có phải ngày nào cũng cho dùng hết thì không cần thiết. Mình quan sát xem coi là con mình là nó dùng, à, nó có tiêu hay không. Nếu không tiêu, không muốn ăn thì mọi người có thể là can thiệp vào cái buổi tiếp theo là sử dụng enzyme tiêu hóa, và mình không ép con ăn. Giả sử như trong 14 ngày đầu tiên nhé, lúc nãy hẳn có tư vấn cho bạn nào đó, trong 14 ngày đầu tiên của mình mà nếu như giả sử mà con của mình á, mà nó không, tức là nó không có chịu ăn đó cả nhà, thì mình cũng không cần ép. Quan điểm của bạn là mình không ép, tại vì mình muốn cho cái đường ruột của nó thay đổi. Vậy thì khi mà cái đường ruột của con mình nó trống, nó rỗng, thì mình đưa cái lợi khuẩn vô thì nó lại hiệu quả. Cho nên mình lúc này mình sẽ không cần ép con. Cả nhà mình sẽ không cần ép con trong giai đoạn này, và mình chấp nhận là không tăng cân trong giai đoạn 14 ngày đầu tiên. Và mình cũng có thể là giảm một chút xíu nha cả nhà nhé. À, trong một số trường hợp khách hàng của Hạnh là con vẫn có giảm nhẹ trong 14 ngày đầu tiên, là khoảng đâu đó là nửa ký cho đến 1 ký, mình chấp nhận cái điều đó luôn. Rồi xong sau đó 14 ngày sau bắt đầu là cái đường ruột của con, khi mà cái lợi khuẩn nó vào, nó bám được vào đường ruột rồi đó cả nhà, nó bám và nó tăng sinh được trong cái ruột của mình rồi, thì các anh chị mình bắt đầu đưa đồ ăn vào và nó hấp thu được, nó mới tốt được nhé cả nhà nhé. Rồi thì vậy thì á, là đối với bé á, thì bé là mình chỉ có là bị vấn đề về tiêu hóa là khó chịu, khó tiêu thôi đúng không em? Còn không còn vấn đề gì nữa đúng không? Và táo bón thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Ok. Vậy thì á, là em cũng không cần, em ở trong trường hợp này mình cũng không cần bộ đôi nữa. Em chỉ cần sử dụng cái cho chị là cái kích lắc. Cái kích lắc cũng được, hoặc là cái lắc lin cũng được. Lắc lin thì nó sẽ nhanh hơn, tại do là cái nồng độ của lắc lin nó sẽ cao gấp 3 lần so với Đây kích lắc. em, trước đó em cũng đã mua cho cháu là kít lắc rồi, nhưng mà có nghĩa là uống kít lắc xong mà là cháu bị đầy hơi, nên là phải là em đi khám bệnh viện là bị đau bụng ấy, nên là bố cháu không cho dùng nữa. Đấy. Nhưng mà Em là đã kít mua một hộp lắc là được to bạn. 7. Vâng, đúng rồi. Nhưng Em mà đã kít mua hẳn hộp to 60 gói đấy. nhưng mà cái kít lắc này á, là nó chỉ có bổ sung lợi khuẩn thôi, chứ nó không phải là một cái thành phần gì liên quan đến gây, ví dụ như MOR thì có thể, ví dụ như tại vì MOR là nó tính kháng viêm cho nên sẽ có một cái giai đoạn được gọi là tấn công, nhưng mà em trước đó em không hề sử dụng MOR. Đúng rồi, em chỉ mới cho cháu dùng kít lắc thôi. Mà hôm đợt đấy mời cháu đi khám được nửa tháng rồi đấy. Sau cái đợt đấy là bố cháu không cho dùng nữa. Chế độ ăn của con thành sao ta? Ý là bảo là chắc là tại mẹ mày cho uống linh tinh ấy, nên là nó cứ kêu đau bụng rồi. Đấy, và là con nó còn bị sút cân đấy. Đợt trước là nó được 19 cân, bây giờ nó 18 cân nên bố nó không cho uống nữa. À, em cứ dùng cái thằng Neovaptin, cái kích lắc đó cho dùng lại. Nếu mà muốn nhanh thì dùng lắc lin, còn không thì em cứ dùng kích lắc. Thì kích lắc thì em cứ cho một lần dùng 2 gói ha, một lần Một dùng hai ngày 2 gói ạ. một lần À. dùng 2 gói, một lần dùng 2 gói, một ngày dùng 3 lần, một ngày dùng 3 lần, sáng trưa và tối ha, sáng trưa và tối là mỗi lần dùng 2 gói kích lắc nhé. Dạ. Trước Còn đó nếu thì mà rồi lắc, nếu mà em chuyển sang lắc Angol thì bao nhiêu ạ? à, nếu mà dùng lắc liên ngôn thì có thể là 2 gói, một lần sáng 2 gói, tối 2 gói. Bé nhà em 1 tuổi đúng không? Bé nhà em 5 tuổi ạ. À, 5 tuổi hả? Vậy sáng 2 gói, tối 2 gói. Sáng 2 gói, tối 2 gói. Nếu mà là dùng lắc liên nha. Còn kít lắc thì là sáng 2, trưa 2 và tối 2. Đó, xong em theo dõi dùng chị 3 ngày đi. Em theo dõi dùng chị 3 ngày. Thì trong 3 ngày này nếu như mà đúng là về vấn đề liên quan đầy hơi trong, nhưng mà trong 1 ngày đầu tiên em quan sát nhé, nếu như mà bé không chịu ăn á, thì do cái đường tiêu hóa của bé nó enzyme nó không có được ổn á, cho nên là em có thể là chạy ra ngoài tiệm thuốc tây. Trong ngày đầu tiên em sẽ quan sát thế, rồi em chạy ra ngoài tiệm thuốc tây và em mua thêm cái thằng Neopeptin, và trong cái bữa ăn là em cho bé nhà mình dùng thêm Neopeptin nữa ha. Là trong ngày đầu tiên em quan sát cái chỗ đó để em bổ sung, thì cứ mua sẵn về nhà để sẵn một chút, một 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 lượng ít đó. Còn nếu như sau ngày đầu tiên xong mà bé vẫn bình thường nhé, bé không có cái triệu chứng là khó tiêu á, thì em cứ tiếp tục cho chị 3 ngày đầu tiên. Thì thông thường là sau 3 ngày đầu tiên xong thì bé cũng đã cải thiện được cái vấn đề liên quan đến là khó tiêu trong bụng á.
nhé. Ừ. Đó thì em quan sát giùm chị. Dạ vâng. Thế này là em duy trì để cho cháu uống kít lắc hoặc lên cô thì cháu trong khoảng bao lâu ạ? Thông thường á là chị luôn luôn tư vấn là từ 1 tháng đến 3 tháng nha, tất cả các trường hợp luôn, là trong tháng đầu tiên là mọi người sẽ thấy cái tính cải thiện rất là rõ ràng, nhưng mà nên duy trì 3 tháng, tại vì khi nào á là để mà làm lành bất cứ một cái vấn đề nào nó cũng cần đến khoảng 3 tháng cả nhà, chứ nó không phải là uống xong một hộp hoặc là 1 tháng đó là xong đâu, mình cần cái Đấy là 1 đến 3 tháng, nhưng mà sau cái 3 ngày đấy thì liều dùng như thế nào, hay là mình vẫn như thế, hay là giảm đi ạ? Không, em vẫn dùng như vậy đó. Ý là chị đang hướng dẫn cho em là em dùng như vậy cho bé trong nguyên 1 tháng đầu tiên á. Xong rồi sau tháng đầu tiên em cải thiện rồi nhé. Thì bắt đầu sang tháng thứ hai thì em có thể em giảm cái liều nó xuống cho nó tiết kiệm tiền. Ha. Ví dụ như đầu là sẽ là 4 gói đúng không? Thì lúc sau là em có thể là 3 gói hoặc là 2 gói thôi. Tại vì bé đã ổn rồi thì cũng không cần phải quá nhiều một lần làm được. Còn cho em hỏi câu thứ hai vậy ạ. Em thì cũng cũng nửa tháng trước đấy thì em cũng đi khám, là hai mẹ con đi khám luôn đấy, thì em bị viêm thực quản trào ngược với viêm viêm nạc dạ dày, thì em muốn hỏi cái liều dùng và cái liệu trình như thế nào. Thì trong em đã uống thuốc bệnh viện kê là đã hết rồi đấy, nhưng mà em vẫn còn bị tình trạng bị đau bụng đấy ạ. Không còn những bút tay nữa hả? Dạ, hết hết đợt điều trị rồi nhưng mà vẫn Nhưng bị mà đau còn bụng. trào ngược không? Em còn trào ngược không? Không, em trào ngược thì không, nhưng Dạ mà biết rồi. ăn no quá hoặc là ví dụ ấy thì em vẫn bị. Nhưng mà sau cái đợt uống thuốc thì nó tình trạng nó giảm hơn, Có nhưng nóng mà rát, vẫn bị đau bụng. có còn nóng rát không? Đỡ hơn nhưng mà nó em vẫn thấy cảm thấy vẫn bị đau bụng kiểu dâm gian ấy. Cái đó thì trước đó là em đang dùng thuốc kháng sinh đúng không? Đang Dạ dùng vâng thuốc ạ. chỉ hạn chế trong một giai đoạn thôi, xong sau đó là nó sẽ bị quay lại, tại vốn dĩ là nó chưa có được lành đó. Em có thể mua cái thằng Tảo Châu Đại Dương á Thanh ạ. Tạo cái chai nước đúng không ạ? Không không, cái chai Vin á, cái chai đây, cái chai này nè, em có thể sử dụng cái thằng Tảo này nhé. Cái thằng Tảo này em phối hợp với lại bộ đôi, tại vì sao chị tư vấn thêm cái thằng Tảo, tại vì chị cảm giác được là cái thằng Tảo nó có một cái khả năng, đó là nó giống như nó tráng cái phần niêm mạc của em á, nó sẽ đã làm cho em có cảm giác nó dịu hơn, lúc mà em đang đau là em sẽ có cảm giác dịu hơn à. Cho nên là nên phối hợp, mà cái chai Tảo này chị nghĩ là dùng cả năm ấy, lâu lắm. Dạ. Cho nên nó cũng khá rẻ, và dùng thêm cái bộ đôi, thì bộ đôi nó đang phân nó làm hai phân khúc á, làm hai ba giai đoạn á. Thì giai đoạn đầu tiên thì em có thể sử dụng là ba ba viên lắc lin kèm với lại là bốn ba viên à, ba viên empower với lại là 4 gói lắc lin ha, và em sử dụng trong vòng 14 ngày đầu tiên là như vậy. Xong đến chuyển sang 14 ngày tiếp theo, thì nếu 14 ngày đầu tiên nó đã ổn rồi thì bắt đầu là sang 14 ngày tiếp theo thì em có thể em giảm nhẹ chút xíu là 2 viên lắc lin, à 2 viên empower cộng với là 3 gói lắc lin, cho nó giảm tiền xíu, cho nó nhẹ tiền xíu ha. Và Đó, nhưng em mà duy trì phối hợp thêm trong nhé, bao lâu chị? cố gắng cũng khoảng 1 đến 3 tháng. Nếu như mà sau, cứ mọi người cứ để ý nè, trong tất cả các trường hợp luôn, sau tháng đầu tiên nếu mà mình cảm nhận là nó đã ổn rồi, hay nó đã cảm giác nó dịu trong cơ thể rồi, thì bắt đầu là mình sẽ chuyển sang duy trì. Thì duy trì á, là mình tốt nhất đó là mình duy trì theo cái liều là 3 tháng, nhưng mà sau đó để mà chăm sóc cơ thể của mình luôn khỏe thì mọi người cứ cố gắng là mỗi ngày 1 gói, hoặc là 2 3 ngày thì dùng 1 viên MOR, mình cứ duy trì như vậy cho cái sức khỏe của mình nó luôn tốt, mọi người hiểu không? Còn Còn cái mình tảo em dùng kèm thì khoảng uống khoảng tầm bao nhiêu viên này chị? trong cái hướng dẫn sử dụng của Hạnh đang thấy là nó đang để là khoảng là 10 10 viên một ngày đó cả nhà. Thì các anh chị mình có thể là uống sáng 5 viên, tối 5 viên ha cả nhà ha. Nhưng mà nếu uống tối thì có sợ mập không? Có anh chị nào sợ mập không? Sợ tăng cân thì mình có thể là uống chiều đi, uống trước ăn đó cả nhà. Nhé. Còn không thì uống 10 viên buổi sáng luôn đi cũng được nữa. Chắc Hạnh nghĩ cũng được, cái cũng ổn, tới nỗi đâu. Thế là liệu trình cũng một từ 1 đến 3 tháng đúng không ạ? Cái Tảo hả? Cái Tảo em Vâng. đang Tảo hay kia? Cái Tảo thì cái chai này mọi người chắc dùng cả năm ấy chứ, sao mà 3 tháng hết cái chai đó được, nhiều lắm. Còn Cái cái liệu chai trình kia là chỉ từ 1 đến 3 tháng thôi đúng không ạ? cái liệu trình kia thì chị đang hướng dẫn cho em là khoảng trong từ 3 tháng đi ha. Từ 1 đến 3 tháng thì em cứ mặc định luôn là mình sẽ sử dụng cái tháng đầu tiên là như chị hướng dẫn cái liều vừa rồi. Xong cái tháng đầu tiên xong đến sang tháng thứ hai thì em có thể tiết kiệm tài chính bằng cách đó là em sử dụng khoảng là 1 cho đến 2 viên Empower và cái lắc lin thì khoảng 2 đến 3 gói mỗi ngày. Rồi xong sau 3 tháng đó xong thì em cảm nhận được cái sức khỏe của em nó rõ ràng rồi, thì bắt đầu là em có thể chuyển sang là
lắc lên thì có thể dùng mỗi ngày một gói trước khi ngủ, còn cái MO thì một tuần có thể sử dụng 1 cho đến 2 viên mỗi tuần, thành công không? Ừ. Đó, mình Vâng. cứ cố là mình sẽ duy trì như vậy, và khách hàng sau này mọi người cũng như vậy nhé, hoặc là mọi người sẽ duy trì, hướng dẫn khách hàng duy trì như vậy, hoặc là mình sẽ chọn một cái sản phẩm nào đó để tiết kiệm tài chính cho khách hàng thêm, hình dung không? Vâng. Đó. Còn ít nhất là mình Dạ, phải duy em cảm ơn. trì. Dạ, Ừ. ít nhất Ok. duy trì từ 1 đến 3 tháng đúng không ạ? Đúng rồi, cần cần là 3 tháng nha. Nói chung là trong mọi trường hợp chị nghĩ là để an toàn cho người khách hàng của mình là nên 3 tháng ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Dạ, Ừ. Tiếp theo mời chị Mây ạ, chị Mây giơ tay từ nãy giờ đấy, chị Mây bật mic có câu hỏi. hơi lâu hả? Mọi người cố gắng là mình sẽ kết thúc mỗi anh chị trong khoảng thời gian là 5 đến 10 phút ha, để các anh chị mình là còn thực chiến được phần sau nữa cả nhà. Rồi ok bạn Mây nhá. À, bật 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 mic cho bạn với cả nhà ơi. Được không? Được không Mây ơi? Có nghe Rồi. thấy không? Rồi rồi ok chị nghe rồi. Câu hỏi thế này, ví dụ như cái sản phẩm kết hợp với nệ, em mua bờ với nệ nắc nim đấy, mà người mà cũng xương khớp dạ dày béo phì, và người thì xương khớp dạ dày nhưng lại rất là gầy, thì uống khác nhau như thế nào ạ? Mà hai người bệnh như vậy thì có uống cùng được cái bộ đôi sản phẩm đấy không chị? À, nếu mà cái người mà xương khớp rồi dạ dày rồi béo phì thì ưu tiên số 1 sẽ là giảm béo phì trước. Nếu người bị xương khớp dạ dày và đường ruột thì sẽ ưu tiên dùng bộ đôi giải pháp trước. Tại vì sao? Tại vì cái người mà người ta đang bị béo phì á, chị nói chị hình dung cho mọi người coi nè. Cái xương của mình đó cả nhà, mỗi người nó chỉ có một cái trọng lượng xương nhất định thôi, ví dụ như 2 kg hơn 2 kg, đúng không? Và nó chỉ có khả năng là chịu một cái khối lượng nhất định thôi, ví dụ như là 60 kg. Nhưng mà bây giờ hạnh nói mọi người là bây giờ từ năm này sang năm khác nó phải chịu một cái khối lượng là 65 kg, hạnh không cần nhiều gì hết, 65 kg thôi, tức là ngày nào nó cũng phải chịu cái khối lượng nặng hơn là 5 kg. Vậy thì về lâu về dài thì cái xương đó nó cũng sẽ có vấn đề thôi. Cho nên bây giờ mọi người có tư vấn cái gì đi nữa mà cái trọng lượng nó vẫn cứ đè lên thì nó lại vẫn sẽ sưng viêm lại. Cho nên ưu tiên số 1 là cái người này phải đi giảm cân trước ha. Đó, cho nên là mình sẽ giải quyết một vấn đề của họ là, nhưng mà có một cái hay này là khi mà người ta giảm cân thành công á, khi mà người ta giảm cân thành công thì cái xương của họ nó cũng sẽ nhẹ đi. Mọi người tư vấn cho bất kỳ người khách hàng là khi mà cái người khách hàng mà bị xương khớp mà người ta giảm cân thành công xong rồi, cái tự nhiên cái người ta cải thiện được luôn vấn đề về xương khớp liền đó. Và thứ hai nữa là dạ dày, tại vì đây là mình đang sử dụng cái lắc lin mà mình đang dùng cái men lợi khuẩn tiêu hóa mà, cho nên cái dạ dày của họ cũng sẽ cải thiện theo, hình dung không? Nhưng mà cái người mà bị ốm thì khác. Cái người bị ốm á là do họ không hấp thu được dinh dưỡng, cho nên cái vấn đề của họ nó đang xảy ra ở đường ruột. Vì vậy cho nên là mình sẽ phải chỉnh cái đường ruột của họ. Ưu tiên của mình sẽ là mình sẽ dùng bộ đôi giải pháp để làm cho cái đường ruột của họ khỏe lại. Thì khỏe lại, cái đường ruột khỏe lại, bắt đầu là họ sẽ tăng cân lại. Hình dung không? Em cảm ơn. Vậy cho em hỏi, cái có một khách hàng của em là bị xương khớp gút nhưng lại không bị đau dạ dày, thì họ có cần phải dùng cái nắc nim không không, hay là chỉ mỗi dùng Emover thì ạ? Empower thôi. Vâng. Nếu như mà họ bị xương khớp và bị gút thì chỉ cần tập trung Empower cho người ta trong vòng khoảng 3 tháng. Nhưng mà cũng như nãy chị tư vấn đó, nó sẽ rất đau nha. Tại vì vấn đề liên quan đến gút là liên quan đến dịch rồi, cho nên sẽ rất đau, nên cần phải chuẩn bị về tâm lý cho họ trước. Vâng. Em Rồi cảm ơn chị nhé. ok mày ha. Rồi bây giờ ha, Hạnh lúc nãy ba bạn lúc nãy cho Hạnh thực chiến một chút xíu đi, thực chiến một vài câu hỏi thôi ha cả nhà ha. Rồi mọi người sẽ nhìn lên màn hình nhé. Mọi người sẽ nhìn lên màn hình ha, được không ạ? Bạn nãy bạn Nali này, bạn gì nữa ta, bạn gì với bạn Mây nè, hai bạn còn một bạn gì nữa, Thái Hòa, chị Nina với chị đúng rồi, Mây được ạ. Thái Hòa lên trước nha. Thái Hòa lên. Ở đây chúng ta có 10 câu hỏi ha. Cố gắng là mình sẽ mỗi câu hỏi, đây là cái tình huống thường gặp phải khi mà mình đi ra mình đi tư vấn cho khách hàng, đúng không ạ? Sẽ cố gắng là mỗi anh chị khoảng chừng 3 phút thôi nha, mình chỉ có 1 phút để mình trả lời thôi, đúng không ạ? Tại vì đến 1 rưỡi là cho các anh chị đi làm nữa ha. Rồi ok Thái Hòa mình có ở đó không? Thái Hòa ở đâu rồi, cho spotlight Thái Hòa lên cái coi. Không phải Thái Hòa ta. Rồi Nali có đó không ta? Nali có đó không? Để chúng ta nhận quà của nhà cung cấp là mình cũng phải oanh oanh liệt liệt mình nhận chứ, đúng không? Lina, ok rồi, bây giờ Lina sẽ cùng thực chiến với Hạnh một chút xíu ha, và những cái câu hỏi mà những cái tình huống mình sẽ gặp.
Thì bây giờ ha, nếu như mà cái người khách hàng mà người ta hỏi em á là chị bị, tức là ngoài cái vấn đề chị bị dạ dày thì chị còn bị huyết áp, chị còn bị bệnh tim mạch và chị còn có những cái vấn đề liên quan đến gan nữa. Vậy thì khi mà chị sử dụng cái sản phẩm của em thì chị có sử dụng được không? Vậy thì em sẽ trả lời như thế nào? À, Lina ha, Lina Spotlight, Lina lên giùm cái đi. Chưa bật mic nha. Chị Nina bật mic nha. Đó, ok. Hỏi lại tí cho mình với. Dạ, ok ạ. À, nếu như trong trường hợp mà cái người khách hàng mà chị đang tư vấn á, mà cái người đó ngoài, ví dụ như cái người này bị dạ dày đi, bị đau dạ dày đi, viêm đau dạ dày đi, vậy thì trong trường hợp cái người này người ta nói là nhưng mà chị bị đau viêm đau dạ dày, chị không biết dùng cái sản phẩm của em nhưng mà như thế nào, nhưng mà bây giờ chị cả bị huyết áp, chị bị bạ tim mạch, chị có bị cả những vấn đề liên quan đến gan thận nữa, vậy thì khi mà chị dùng cái sản phẩm của em á, thì có được hay không, thì lúc đó là mình sẽ trả lời như thế nào? Khi đó là mình sẽ vẫn là tư vấn là xài được cái sản phẩm này, nhưng mà trước khi đấy là mình muốn là cải thiện, trước hết là cải thiện cái đường ruột trước, xong đấy từ cái đường ruột tốt đấy là cái đường ruột là giống như là cái hệ thần kinh thứ hai của cơ thể, nên là nó sẽ cải thiện cái bộ phận trong cơ thể nó liên quan rồi đấy, cho nên là dùng cái bộ đôi này là sẽ là hợp lý đấy ạ. Ok, tức là được, đúng không? Tức là được. Đầu tiên là phải khẳng Vâng. định khách hàng trước là được. Và vì, Đúng đúng rồi. không? Sau đó là mình mới bắt đầu vì, đúng không? Vì thứ nhất là mình sẽ chỉnh đường ruột để mà mình hấp thu dinh dưỡng tốt đã. Mình phải khỏe cái đường ruột để mình hấp thu dinh dưỡng tốt đã. Đúng không? Ok ha. Đúng Thì rồi. là câu trả lời đó là tí nữa mình sẽ chỉnh là cái câu trả lời của Na tí tí xíu nữa nhé. Rồi bây giờ ví dụ như là khi mà Vâng. chị dùng cái sản phẩm của em như vậy á, thì chị có cần phải kiêng cái gì không? Chị có phải cần kiêng cái gì trong cái quá trình mà chị dùng không? Thì khi mà dùng cái sản phẩm đấy thì trước hết là khi mà mình cải thiện cái đường ruột của mình để có cái khả năng hấp thu tốt, thì mình sẽ dùng chủ yếu là dù ưu tiên là rau củ quả trái cây, sau đó là đến đạm thực vật, sau cùng đến mình mới sử dụng những đạm thực vật, mình sẽ hạn chế cái phần đạm thực vật đi, ưu tiên dùng rau củ quả với đạm thực vật nhiều hơn. Có nghĩa là mình sẽ cho khách hàng là dùng đạm thực vật đúng không, rau củ quả nhiều, nhưng mà kiêng gì không, mà bây giờ cái câu hỏi của mình bây giờ ví dụ như em là em đang khách hàng vẫn như bây giờ cũng không có kiêng gì không, chứ tao là tao không kiêng được đâu á, tao không kiêng được đâu, bị cái này cái khó không, cái này lỡ kiêng tùm lum chứ tao không dùng được đâu, lỡ khách hàng người ta nói vậy làm sao? Mình sẽ không không nói là mình kiêng, mà đấy là mình sẽ khuyên người ta là sẽ hạn chế cái đạm thực vật đi, thì cố gắng Đạm động vật, đạm dùng thực cái vật. rau thực vật, rau đạm thực vật với lại Rồi, ok, tăng hiểu. cường cái Đây, rau củ bây giờ quả thôi, hình không dung không rồi. kiêng. Có nghĩa là trong đầu của mình đó là cái lúc mà mình tư vấn là mình chỉ tập trung vào rau củ quả trái cây với lại là ăn đạm động vật với đạm thực vật rồi, thôi đúng không? Đó, thì cái gọi có nghĩa là trong cái hiện tại bây giờ cái câu đáp án, cái câu trả lời của mình là như vậy. Rồi bây giờ ha, hạnh sẽ chỉnh một chút xíu vào hai câu này nha, chắc hôm nay sẽ không đi hết cái tình huống rồi. À, có thể là chuyển sang ngày mai một chút xíu ha. Vậy thì á, là cái câu đầu tiên đó là khi mà bị vấn đề bị thêm cái này thêm cái kia, vậy thì có dùng được không? Thì mình phải khẳng định với khách hàng giống như là bạn Lina đã khẳng định là được, và thậm chí là nó sẽ cải thiện dần hơn, tốt hơn những cái vấn đề đó khi mà người ta sử dụng cái bộ đôi của mình. Mình phải khẳng định cái điều đó, mình phải tự tin cái điều đó cho cái người khách hàng. Và lý do tại sao? Ví dụ như cái người này người ta bị huyết áp, bị tim mạch, đúng không? Lúc nãy là hẳn có nói như vậy. Vậy thì cái huyết áp á, là nó sẽ liên quan đến những cái sự tắc nghẽn ở trong lòng mạch, cho nên là cái mạch lòng mạch của họ nó nhỏ, đúng không? Vậy thì để mà cản trở những cái ở trong lòng mạch nó cản trở thì đa phần là những cái người đó là người ta sẽ bị mỡ,
sẽ bị mỡ ở trong động mạch. Vậy thì cái giảm cân của cái lắc lin của mình nó có khả năng là giảm những cái mỡ ở trong động mạch, cho nên là nếu một cái người nào bị huyết áp là dùng cái lắc lin cái họ sẽ thấy là cơ thể của họ nó không có bị mệt mỏi, họ sẽ cảm thấy là cơ thể của họ khỏe khoắn, nó không như hồi trước nữa đó. Và thứ hai nữa là nếu như mà họ sử dụng cái đường ruột của họ nó tốt lên á, nó có khả năng hấp thụ dinh dưỡng tốt lên đó cả nhà, thì gần như là các cơ quan bộ phận của họ sẽ được nhận được dinh dưỡng rất là tốt, tốt nhất luôn có thể, đúng không? Tại vì mình đang chỉnh lại đường ruột mà, mình đang chỉnh lại cái khả năng hấp thu của đường ruột mà, cho nên là tất cả các cơ quan nó đã nhận được dinh dưỡng chắc chắn nó sẽ tốt hơn, nó sẽ khỏe hơn đó. Thì cái điều đó là mình phải nói cho cái người khách hàng người ta biết. Đương nhiên là chị nó phải tốt hơn chứ, nó không chỉ nó tốt hơn mà chị sẽ thấy cái sức khỏe của chị nó không mệt như bây giờ nữa. Lúc đó chị sẽ cảm thấy là cơ thể của mình khi nào cũng khỏe hết, mà một cái cơ thể mình mà khi mà mình khỏe là mình sướng lắm chị. Đó là mình phải nói cho cái người khách hàng được là nó sẽ liên quan như thế nào với cái bộ đôi của mình, với cái tình trạng sức khỏe của họ hiện tại, đúng không? Có kiêng gì hay không, mọi người phải khẳng định với họ luôn là phải kiêng cả nhà. Kiêng cái gì ạ? Ví dụ như cái người này người ta đang bị dạ dày, trường hợp này luôn, nếu như người ta đang bị dạ dày là mình phải nói họ luôn kiêng ăn cay, đúng không ạ? Kiêng uống nước ngọt có ga, phải nói rõ cho người ta như vậy luôn, đúng không? Còn cái việc mà mình cái kia là phối hợp mình thay đổi cái chế độ bữa ăn sinh hoạt thì nó ok rồi, nhưng mà mình phải nói họ một số thuốc phải kiêng, kiêng bia rượu, đúng không ạ? Kiêng bia rượu. Còn cái việc mà họ dùng, họ đi dùng cái sản phẩm của mình, họ đi uống bia rượu là tại của họ, tại vấn đề của họ là họ không kiêng được. Nhưng mà ban đầu của mình đã tư vấn cho họ là chị phải kiêng bia rượu đó, em nghĩ là phải kiêng bia rượu. Còn uống là chị cho phép uống chút xíu thôi, là thèm quá thì uống thôi, dạng là nghiện mà thèm quá thì uống thôi. Ví dụ như thế. Chứ còn bây giờ mọi người tư vấn vô hạn nóng những cái kia mọi người uống có phà và phà, làm sao mà mình cải thiện được? Không bao giờ cải thiện được. Người gút cũng vậy, gút mà mình nói là kiêng hải sản mà cứ ngày nào cũng ăn hải sản thì làm sao mà kiêng được. Cho nên là các anh chị mình sẽ có một số những cái yếu tố kiêng là phải kiêng, đúng không? Còn ví dụ như mình thay đổi cái chế độ là trước đó người ta ăn thịt nhiều, bây giờ mình cố gắng mình sẽ nói là à chị sẽ ăn cái bữa thịt làm sao là một lần ăn là chỉ xếp trên bốn ngón tay chẳng hạn, đúng không? Cái đồ ăn của mình nó sẽ xếp trên bốn ngón tay chẳng hạn đó, mình mô phỏng như vậy là người ta hình dung ra rồi, rồi có thể chuyển sang ăn rau củ quả nhiều xíu, chị cố gắng chị ăn rau nhiều củ quả lên nó tốt lắm chị đó, đúng không ạ? Rồi thì đó là cái phần của chị Lina ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ bạn Mây ha. Mây sẽ thực chiến với chị một trong hai câu hỏi xíu nhé. Rồi chúng ta sẽ có một phần quà ha. Bạn Lina sẽ giúp Hạnh một việc, đó là mình sẽ comment cái thông tin của mình lên để nhận một cái phần quà của BDB nhé. Thông tin là số điện thoại nè, địa chỉ của mình là ở đâu nè, đúng không ạ? Rồi ok. Mây nè, cố lên nha. Nó sẽ có hai câu hỏi, đó là an toàn hay không. Nếu như khách hàng người ta hỏi là ồ, chị sợ dùng ba cái linh ta linh tinh lắm, cái dùng cái của em nó có an toàn không vậy? Chị uống vô một cái như thuốc độc nữa, là chị bị cái này bị cái kia nữa, chồng chị chữ chết, đúng không? Vậy thì lúc này mình sẽ trả lời như thế nào? Alo Ok, đã nghe. ạ. Thế em trả lời là có an toàn chị ạ. Alo ạ. Chị nghe, chị nghe. Tiếp theo là gì? Chị kêu là có an toàn thôi hả? Nói vậy thôi là khách hàng đâu đủ niềm tin được. Nói gì nữa? Phải nói gì nữa chứ? Mọi người đang Em vừa đi vệ sinh, em chuẩn bị em đi làm, em không nghe rõ chị nói, em cũng chưa vậy hiểu lắm. hả? Ừ, Vâng, ok. thôi Có nghĩa là để khi em. mà tư vấn cái bộ đôi này xong, đến cái bước này thì khách hàng người ta hỏi là vậy thì bây giờ chị sợ là bà dùng ba cái linh ta linh tinh lắm, vậy thì chị không biết là dùng cái này có an toàn hay không. Vậy thì mình sẽ trả lời như thế nào? Tại vì họ sợ ảnh hưởng sức khỏe của họ. Hiệu quả thì tại vì có những sản phẩm trên thị trường hiệu quả không cả nhà? Hiệu quả chứ. Hiệu quả ơi là hiệu quả thôi, nhưng mà nó không an toàn. Nhưng mà người ta lại quan tâm đến cái việc có an toàn cho họ hay không, an toàn cho sức khỏe của họ hay không. Vậy thì mình sẽ trả lời người ta. Em trả lời là cái sản phẩm này nó là cũng là kháng sinh, nhưng mà là kháng sinh kiểu vô cơ, hữu cơ, chứ nó không 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 phải là cái kháng sinh kia, cho nên nó chiết xuất từ nghệ, thì nó là thực phẩm nghệ, là từ xưa đến nay là từ các cụ đều biết để nó rất tốt cho viêm nhiễm, thì em nghĩ là em sẽ trả lời vào cái vấn đề đấy. Quá xịt rồi, tuyệt vời. Còn gì nữa không? Còn ý nào nữa không? Chưa nghĩ ra chị ạ. Đấy còn lắc lên. Lắc lim thì thực ra đây cân nãy em hỏi chị một câu hỏi này, nhưng em lại thấy mấy câu hỏi là người béo phì dùng cũng được mà người gầy dùng cũng được, với cái sản phẩm đấy nó lại vừa sử dụng cho người béo và người gầy à chị? Đúng rồi, đó là lợi khuẩn thôi. Nó chỉ là lợi khuẩn thôi. Nên là Vâng ai vâng cũng dùng được hết. em chỉ Rồi, hiểu đến lắc ok. lim đến đấy thôi. Vâng vâng À, vậy chị em chưa dùng lắc liên, chưa học lắc liên hả? em học một buổi hôm qua, nhưng em chỉ học, tức là em hỏi ý là 21 ngày giảm cân ý, thì bà nhà em đang bị béo phì,
Em mới thấy cái sản phẩm đấy là uống 21 ngày kèm ăn uống thì có giảm được 6 đến 9 cân. Em mới hỏi buổi hôm qua như vậy, và em nghe buổi của chị này buổi nghe buổi thứ ba, thì trước đấy là em chưa biết gì về cái năng niêm này, nên em Thực cũng ra đây là chưa có học sản phẩm. Thôi không sao ha. Ok, là an toàn đúng không, là chốt lại là an toàn, bởi vì là nghệ là ai cũng biết hết, là ông bà mình ai cũng ăn nghệ hết, cho nên là nghệ là chắc chắn là an toàn rồi đúng không? Rồi ok. Và câu thứ hai đi ha, để họ trả lời hai câu đã. Vậy thì có sử dụng thường xuyên được không và có lệ thuộc không? Giả sử như bây giờ em dùng của chị đi, em dùng tháng 2 tháng 3 tháng cái em ok rồi, nhưng đến khi em dừng cái em bị đau lại thì sao? Vậy thì lúc đó mình sẽ trả lời như thế nào? thì theo em nghĩ là mình cũng tư vấn cho khách hàng là bất kể một cái gì vậy cũng vậy, ngay từ nhiều mà mình không bao giờ nó khỏi được, nó cũng sẽ phải tái phát và mình phải dùng duy trì. Như từ xưa nay mà các cụ mà có uống cái thuốc bắc ấy, thì cứ khoảng 3 tháng hay là 10 ngày là mình phải uống thêm một hai ha nữa ấy. Chứ còn không bao giờ mà cái gì nó khỏi hoàn toàn, vì sau cái thời gian mà 3 tháng đấy có thể là nó lại ăn uống sinh hoạt hưởng đến đến bệnh ngay, có thể bị bệnh. Thế nên mình có thể lúc đấy là mình đã khỏi hoặc nó phát bệnh, cố gắng mình duy trì là nó ít đi một mấy ngày một viên hay gì đấy, hoặc là mấy ngày một gói, thì em nghĩ em sẽ trả lời họ như thế. Tuyệt vời, chưa học cũng tuyệt vời đó, nói chung là chính xác rồi đó cả nhà. Bây giờ là Hạnh sẽ củng cố lại hai cái câu hỏi, câu trả lời này cùng với bạn Mây ha cả nhà ha, thì cái câu trả lời của bạn Mây là chính xác lắm rồi, nhưng mà bây giờ Hạnh sẽ củng cố lại cho mọi người, để mọi người có thể tư vấn được cho các khách hàng nếu mà mình gặp hai cái câu hỏi này ha. Thì thứ nhất đó là có an toàn hay không, là mình phải khẳng định cho người khách hàng đó, là kể cả bé nhỏ, phụ nữ sau sinh đang cho con bú, hoặc là tất cả những trường hợp là đều sử dụng được, kể cả người lớn tuổi, người già, mang thai hay là gì đều có thể sử dụng được hết luôn đó. Cho nên là vậy thì có an toàn cả nhà. Nếu như mà một cái người mà người ta nghe là bé nhỏ cũng dùng được, người lớn cũng được, người bệnh cũng được, mà phụ nữ mang thai cũng được, phụ nữ sau sinh cũng dùng được, vậy thì có an toàn nha. Thì an toàn, rất an toàn luôn, thì mình mới trả lời như thế đúng không? Đó thì cái câu trả lời an toàn không là trời ơi, cái sản phẩm này chỉ biết bộ đôi này có sẽ sử dụng được cho kể cả bé nhỏ luôn, kể cả trường hợp bé nhỏ luôn, rồi phụ nữ sau sinh luôn, rồi những người đang cho con bú luôn, rồi thậm chí là trước mang thai nữa, cái sản phẩm lợi khuẩn là trước mang thai còn dùng được, mà cần dùng, rất cần dùng cho phụ nữ trước khi mang thai nữa đó. Vậy thì gì, em hỏi chị là có an toàn không? Mình quay lại nói vậy thì em hỏi chị là trường hợp đối tượng sử dụng như vậy thì vậy có an toàn không? Đó thì người ta sẽ nghe, người ta thấy rất là rõ ràng luôn đúng không? Rồi thứ hai là vậy có sử dụng, có cần phải sử dụng thường xuyên hay không, thì trong cái quá trình đúng không, mình nói là thì bây giờ chị cứ cải thiện vấn đề đi. Chị dùng khoảng đâu đó là trong một 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 vài tuần là chị đã thấy cái tính hiệu quả của sản phẩm rồi, thì sau khi chị thấy cảm thấy hiệu quả của sản phẩm xong, thì so với những cái khoảng thời gian trước đây là mấy chục năm trước đây chị cứ phải đau rồi chị cứ phải uống thuốc tây rồi này nọ nữa, thì chị cảm nhận là nó sẽ hiệu quả ra làm sao. Thì sau khi chị cảm thấy hiệu quả xong thì chị sẽ tự quyết định, có hai cách quyết định. Quyết định thứ nhất đó là chị có nên dùng duy trì hay không. Dùng duy trì thì cũng không cần phải dùng giống như cái liều như vậy, nó hơi tốn tiền, nói thẳng luôn đúng không ạ, không phải là dùng như vậy nó tốn, hơi tốn tiền, thì mình có thể sử dụng trước ngủ, là chị cứ trước khi đi ngủ chị leo lên giường chị dùng cho em một gói Dapsone, còn một tuần thì chị có thể sử dụng là 1 cho đến 2 viên cái hộp Empower đó, thì gần như 2 3 tháng chị mới hết một cái hộp Empower, còn cái Dapsone là cứ một ngày một gói có 10 mấy ngàn thôi đó, thì chị tự tự lựa chọn thôi. Đó là lựa chọn thứ nhất. Và lựa chọn thứ hai đó là mình sẽ cái chế độ bữa ăn của chị á, thì em hướng dẫn cho chị trong cái quá trình em hỗ trợ chị cải thiện vấn đề sức khỏe, em hướng dẫn chị ăn như thế nào, thì sau này khi mà chị đã ok rồi chị giữ nguyên cái chế độ sinh hoạt cho em như hiện tại bây giờ em đang hướng dẫn cho chị là ok đó, thì lúc đó là gần như cái người khách hàng người ta sẽ được hai cái tư duy đúng không ạ. Tư duy thứ nhất là họ sẽ cần điều chỉnh và giữ nguyên cái chế độ ăn uống tốt, và thứ hai nữa là họ cần duy trì, và cái sự duy trì của họ là nó tốt cho sức khỏe của họ, và mình sẽ lồng hai cái chỗ đó để mình giải quyết cái chỗ là có cần sử dụng thường xuyên hay không, mà có lệ thuộc hay không. Lệ thuộc là không lệ thuộc, anh cam kết với mọi người là hệ thuộc thì không lệ thuộc, nhưng họ cần chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Mình không thể biết được là ngày mai mình đi ra ngoài mình ăn ốc, ăn bún đậu mắm tôm này nọ mình có đau bụng không, mình đâu kiểm soát được đồ ăn thức uống đúng không. Mà thậm chí mình nấu cả nhà này, cả nhà luôn, Hạnh nấu này, mới vừa hôm bữa đây nấu cả nhà ăn tôm không ai bị gì hết, có một mình Hạnh bị, Hạnh cũng đau bụng quằn quại luôn đó cả nhà, nó không biết được đúng không ạ. Đó rồi. Rồi ha cả nhà, còn rất là nhiều câu hỏi ở đây, thì còn khoảng 6 câu hỏi ở đây thì chắc là Hạnh sẽ chuyển sang ngày mai nha cả nhà nhé. Và chắc là chị Mây mình sẽ comment cái thông tin của mình để BTB có thể gửi cho mình một cái phần quà cho mình ha chị Mây nhé.
Rồi chắc em sẽ nhường lại cái sân cho chị Thúy Hường nha, hơi bị cháy giờ của mọi người rồi. À, cảm ơn phần thực chiến của chị Mây với chị Nina. À, tiếc là hết giờ với chị Thái Hòa cũng không còn ở đây nữa đúng không? À, mình đã có buổi thực chiến hôm nay rất là hay, thực sự là anh chị mình để ý cái phần tư vấn của mentor Hồng Hạnh ạ. Tức là ở đây không phải là chúng ta chỉ thực chiến về bộ đôi, cách để mình hỏi, mình đặt câu hỏi xem là bộ đôi này nó giải quyết được như thế nào, có sử dụng ra làm sao, đưa ra những cái phác đồ ấy ạ, mà là chúng ta sẽ học được chính cái phần thực chiến tư vấn chốt đơn ấy, tư vấn khách hàng chốt đơn từ mentor. Tức là ban đầu lên là mình sẽ có cái phần khai thác thông tin khách hàng đấy, những cái phần hỏi đấy, và mentor làm như thế nào thì sau này chúng ta cứ sao chép y như thế là chúng ta có thể làm được. Và không ở đâu, nhưng mà thấy rất là nhiều đúng không ạ, chúng ta kinh doanh dropshipping thì có rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà gần như không ở đâu có được ở như ở ở đây, ở trong nhà nhà men hay nhà bộ đôi. Với ở bộ đôi là chúng ta sẽ có những cái buổi học thực chiến, tư vấn tận nơi luôn, chứ không phải chỉ là về USP sản phẩm, không phải về những cái mà chúng ta hiểu về sản phẩm là đủ. Quan trọng là chúng ta còn phải tư vấn khách hàng làm sao, và em Hường học được rất là nhiều qua những cái buổi Zoom như thế này, nên là chúng ta là một lần nữa mình hãy gửi lời cảm ơn đến mentor mentor Hồng Hạnh đã có cho chúng ta cái buổi thực chiến hôm nay. Những cái kiến thức này nó mới là quan trọng, nó mới áp dụng được nhiều trong cái quá trình bán hàng của mình nhá. Hôm nay cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã tham gia vào cái buổi Zoom ngày hôm nay, để cho có cái buổi Zoom hiệu quả như thế này. Và cũng khá là muộn rồi đúng không ạ? Giờ này cũng khá là muộn rồi thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ở đây. Nếu như còn các câu hỏi nào khác nữa, chúng ta có thể join vào các nhóm của Bilibili và chúng ta đặt những cái câu hỏi trong đấy để được giải đáp ạ.